anh chị cũng như là chúng ta có thể bắt đầu chương trình sớm. Thì Hà xin cảm ơn các anh chị và xin nhường lại sân khấu cho MC chính thức của chương trình cũng như là diễn giả của ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Và các anh chị để ý trong chat thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các anh chị nhé. Xin cảm ơn xin chị cảm Hà. ơn ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Hà, ban khách mời ha, rất là cảm ơn chị. Xin chào mừng các anh chị trong khán phòng trên Zoom ngày hôm nay ha. Tôi là Thu Thảo. Tối hôm nay tôi là MC của chương trình và hỗ trợ các anh chị, đồng hành cùng các anh chị trong cái buổi chia sẻ đầy năng lượng và đầy nhiệt huyết và rất là phong phú kiến thức để chúng ta học hỏi tham khảo của thầy Dũng ha. Thì các anh chị thân mến, đầu tiên Thảo xin gửi lời cảm ơn chân thành, trân trọng đến tất cả các anh chị đã dành thời gian quý báu gác lại công việc buổi tối cuối tuần của gia đình để cùng tham dự chương trình Cà phê Giver diễn ra vào tối Chủ nhật hàng tuần, cùng nhằm để chia sẻ những kiến thức, để trao đổi, để cùng đồng hành với nhau trong quá trình kinh doanh khó khăn ở trong một cái thời ở trong thời điểm vô cùng nhạy cảm như thế này. Và tuần rồi các anh chị cũng nhận được rất là nhiều giá trị từ phó tổng của tập đoàn Tân Hiệp Phát đúng không các anh chị? Thì tuần này cũng nhiều rất nhiều giá trị đến từ một diễn giả, một chuyên gia vô cùng năng lượng. Anh là một người thầy đào tạo ra không biết bao nhiêu là nhân sự trở thành chuyên gia tài chính. Vậy thì chúng ta hãy còn chần chừ gì nữa, hãy đăng nhập vào mã QR code để chúng ta cùng được đăng ký và được tham gia chọn cái này. Và đặc biệt anh có 5 phần quà vô cùng giá trị để chúng ta nâng cao về kiến thức. Thì các anh chị hãy điền vào form này để chúng ta cuối buổi chúng ta được nhận quà may mắn từ anh nhé. Và để chương trình được bắt đầu, Thảo xin được mời chủ tịch của Hội Doanh nhân Giver BNI. Thì mời anh Nguyễn Như Hòa, mời anh lên phát biểu chia sẻ trước khi mà buổi chia sẻ được diễn ra. Em xin kính mời anh ạ. Vâng, cảm ơn MC Thu Thảo xinh đẹp của chương trình rất là nhiều. Vâng, xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể các anh chị em hội viên cũng như các khách mời đã đến với chương trình Giver Cà Phê số thứ tư của buổi tối ngày hôm nay. Vâng, chúng ta hãy khởi động chương trình thú vị này bằng một tràng pháo bông thật nồng nhiệt cho tất cả mọi người có mặt của ngày tối buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Vâng, kính thưa các anh chị khách mời, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Hòa, là chủ tịch của Chapter Giver thuộc cộng đồng doanh nhân của BNI, là đơn vị chủ trì của diễn đàn Giver Cà Phê được tổ chức vào tối chủ nhật hàng tuần. Và chúng tôi lập ra cái diễn đàn Giver Cà Phê như này thì với mục đích là tạo ra một cái diễn đàn để chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm, những kỹ năng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp cũng như tạo ra sân chơi cho tất cả các thành viên của BNI, các khách mời để có dịp giao lưu, học hỏi, tăng cường kết nối để gia tăng mối quan hệ, giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển, bền vững và ổn định. Giver Cà Phê thì là chương trình giao lưu mở, nên tôi cũng rất là mong muốn các anh chị hãy thật nhiệt tình trao đổi hai chiều để chương trình sôi nổi và thú vị hơn ở phần giao lưu kết thúc của diễn giả. Đặc biệt trong chương trình này, cũng như MC đã giới thiệu, thì quý anh chị sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng là những phần quà hết sức thú vị của diễn giả ngày hôm nay ở cuối chương trình. Nên mong các anh chị hãy giao lưu đến phần cuối để được tham gia bốc thăm để nhận các phần quà vô cùng giá trị nêu trên. Ngoài ra thì sáng thứ năm hàng tuần, chúng tôi cũng sẽ có buổi kết nối kinh doanh chuyên sâu với gần 100 chủ doanh nghiệp và với các ngành nghề khác nhau để trao đổi các kinh doanh cho nhau. Nếu anh chị khách mời mà có mong muốn tham gia giao lưu cùng 100 chủ doanh nghiệp này, thì xin vui lòng đăng ký với ban tổ chức chương trình bằng cách để lại thông tin trên ô chat hoặc quét mã QR code trên cái background màn hình để chúng tôi có thể hỗ trợ anh chị để cách thức đăng ký và tham gia làm khách mời. Đối với diễn đàn Giver Cà Phê thì mỗi tuần chúng tôi sẽ có một chủ đề, và tuần này là số thứ tư, cũng như MC vừa mới chia sẻ phần trên ấy, với chủ đề rất là thú vị. Đấy là bản đồ chiến lược kinh doanh cùng chuyên gia đào tạo chứng khoán rất nổi tiếng với hàng ngàn lượt follow mỗi khi anh live stream, đó là chuyên gia Nguyễn Quang Dũng. Vâng, một lần nữa xin chúc toàn thể các anh, các thành viên của Giver Chapter và các khách mời có buổi tối giao lưu thật là nhiều năng lượng và thu lượm được những cái kiến thức bổ ích áp dụng cho doanh nghiệp của mình, và chúc cho buổi chia sẻ giao lưu kết nối thành công tốt đẹp, và xin cảm ơn. Và xin một tràng pháo bông thật nồng nhiệt để tôi giới thiệu ra sân khấu diễn giả chính chương trình của buổi tối ngày hôm nay, chuyên gia đào tạo chứng khoán, anh Nguyễn Quang Dũng.
Xin mời anh. Xin chào tất cả anh chị và các bạn có mặt trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Xin tự giới thiệu, tôi là Quang Dũng, chuyên gia tham vấn và đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Hôm nay Dũng có mặt ở đây, rất vinh dự có mặt ở đây để chia sẻ với tất cả anh chị em một cái chương trình rất là tuyệt vời, đó là chiến lược, bản đồ chiến lược trong kinh doanh. Vậy bản đồ chiến lược trong kinh doanh thì chúng ta hiểu bản đồ chiến lược trong kinh doanh thì chúng ta có thể áp dụng như thế nào trong cuộc sống? Có thể áp dụng trong đầu tư chứng khoán được không ạ? Có áp dụng trong kinh doanh được không? Có áp dụng trong bất động sản được không? Có áp dụng trong tất cả các mọi mặt trong cuộc sống chúng ta. Nên đây là cái mục chương trình và Dũng nghĩ rằng là rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời. Bởi vì trong một thời gian vừa qua Dũng được học tập từ người thầy vĩ đại của mình, đó là thầy Phạm Thành Long. Và trong quá trình học tập và Dũng cũng rút ra được rất nhiều cái bài học tuyệt vời, cũng như là trong quá trình trải nghiệm trong cuộc sống thì Dũng thấy rằng là đây là một lĩnh vực mà Dũng cần phải chia sẻ để giúp cho anh chị em có gì ạ, có được cái tầm nhìn bao quát, có được gì ạ, có được cái tại cũng biết là tại sao chúng ta cần phải có những cái chiến lược trong kinh doanh, chiến lược hành động, chiến lược để giúp chúng ta gì ạ, đi nhanh hơn, về đích sớm hơn, và đặc biệt là chúng ta không phải vấp ngã trong những lúc mà chúng ta đi sai đường, hoặc là chúng ta có thể rút ra bài học nhanh chóng. Ok, thì hôm nay để trước khi mà Dũng vào cái buổi hôm nay thì trước hết là Dũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã có mặt trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay ạ. Nếu anh chị em đang có mặt đây thì hãy comment cho Dũng số 1 để chúng ta bắt đầu trong chương trình của ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Ok, không biết là anh chị em đã có nhớ là trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều các chiến lược. Chúng ta có thể comment cho Dũng những chiến lược mà anh chị em đã từng biết trong cái là chúng ta từng nghe từ khóa rồi, những cái chiến lược mà chúng ta đã từng thấy đúng không ạ? Anh chị em có thể comment cho Dũng những chiến lược mà chúng ta đã từng thấy trong kinh doanh, trong cuộc sống. Chúng ta có thể comment ạ, comment để Dũng biết rằng là chúng ta đã được thấy những chiến lược gì ạ. Ok ạ. Chúng ta có thể comment cho Dũng, hãy comment những chiến lược mà anh chị em từng biết ạ. Hãy comment lên ạ. Chúng ta học, chúng ta thấy ông cha ta có chiến lược gì ạ? Ông cha ta đánh ngược đế quốc Mỹ đúng không? Cái đế quốc Mỹ là đế quốc mà rất là lớn, sừng sỏ. Đế quốc Pháp đúng không? Đế quốc Pháp là một chiến lược là gì ạ? Đế quốc rất là sừng sỏ. Nhưng với cái gì ạ? Mưu trí, với tài chính, tài tình của chúng ta, của ông cha chúng cho ta. Cho mẹ cái bút với. Nó chiến lược gì ạ? Nó chiến lược chiến tranh du kích. Vậy chúng ta thấy là một đế quốc rất là nhỏ, vũ khí thô sơ, tất cả mọi thứ mà chúng ta vẫn có thể chiến thắng được. Đế quốc rất lớn. Vậy với chúng ta, anh chị em, nếu anh chị em đang là những nhà, chúng ta gọi là những nhà kinh doanh nhỏ, thì bây giờ chúng ta có chiến lược gì ạ? Nếu chúng ta chỉ nghĩ, nếu bây giờ anh chị em, rất nhiều anh chị em đang gì ạ? Chúng ta gọi là chúng ta đang là kinh doanh nhỏ, thì chúng ta có thể nghe cái từ du kích này có quen quen không ạ? Ở trong kinh doanh nó có một cái chiến lược, đó là cá lớn trong ao nhỏ. Có ai đã từng nghe cái chiến lược này chưa ạ? Cá lớn trong ao nhỏ. Hoặc là có một cuốn sách, đó là gì ạ? Cuốn sách cũng ghi là kinh doanh du kích ạ. Ai đã từng cái nghe cái gì ạ? Tức là người ta gọi là marketing du kích ạ. Marketing du kích. Vậy tại sao chúng ta lại phải có chiến lược? Tại sao chúng ta phải có chiến lược? Thế anh chị em nghĩ rằng tại sao chúng ta phải có chiến lược ạ? Rõ ràng chiến lược thì chúng ta nghe hiểu rất rõ rồi ạ. Nó là gì rồi ạ? Nhưng bây giờ câu hỏi quan trọng là tại sao chúng ta cần phải có chiến lược? Câu chuyện rất là nghe thì rất là đơn giản đúng không ạ? Thứ nhất là khi mà chúng ta có chiến lược nào đó, là chiến lược trong gì ạ? Trong kinh doanh, thì chúng ta có biết rằng là các bước để chúng ta hành động, các bước để chúng ta xây dựng, các bước để chúng ta đóng gói, các bước để chúng ta tìm kiếm khách hàng, các bước để chúng ta đào tạo đội nhóm, các bước để chúng ta gì ạ? Có thể giúp cho doanh nghiệp chúng ta đi xa hơn, có phải không ạ? Hôm nay Dũng vừa đọc được một cái tờ báo rất là thú vị. Với các bạn đầu tư chứng khoán thì không biết là các bạn có nghe một cái cổ phiếu, đó là cổ phiếu DG. Các bạn nghe không ạ? Ở trên báo đấy ạ. Khi mà nghe cổ phiếu DG thì các bạn thấy được là điều gì đang diễn ra? Nếu chúng ta một cái cuộc sống chúng ta chỉ cần một cái tờ báo nhỏ thôi, nếu anh chị em chỉ nghe thôi ạ, chúng ta thấy điều gì diễn ra?
nhiều như thế này với một cổ phiếu tuyệt vời như vậy. Tức là cái cổ phiếu đó có một cái động cổ đông lớn á, cổ đông lớn họ mua cổ phiếu, sau đó họ bán ra một số lượng lớn. Chúng ta biết là họ bán ra ở số lượng lớn ở giá bao nhiêu không ạ? Chúng ta comment đi ạ. Bán ra cũng nhớ không nhầm là khoảng 30 triệu cổ phiếu ở mức giá khoảng 34 ạ. 34, 36. Và vừa rồi họ lại gì ạ? Được mua cổ phiếu quỹ. Được mua cổ phiếu quỹ với giá 20. Được mua cổ phiếu quỹ với giá 20 với số lượng khoảng 34 triệu gì đó. Vậy 34 triệu so với giá 20 triệu so với giá 30 đi ạ. Anh chị em nghĩ chúng ta được bao nhiêu tiền ạ? Anh chị em nghĩ chúng ta được bao nhiêu tiền? Đấy. Chiến lược nó hay như vậy đấy ạ. Nhưng nếu chúng ta không biết thì chúng ta bảo là may mắn. Chúng ta không biết thì chúng ta bảo là gì ạ? À, nó may ạ. Vậy đầu tư chứng khoán chúng ta phải ăn may không ạ? Hay là nó phải dựng chiến lược? Vậy trong kinh doanh chúng ta có phải may không ạ? Hay chúng ta phải dựng chiến lược? Tại sao những cái doanh nghiệp hàng đầu như VinGroup, Thế Giới Di Động họ phát triển như bão? Vậy chúng ta những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta có chiến lược gì ạ? Thì có một cái chiến lược rất quan trọng, đó là cá lớn trong ao nhỏ. Và để chúng ta hiểu rõ hết về toàn bộ những cái quy trình chiến lược trong cái buổi tối hôm nay, thì hôm nay Dũng sẽ gửi đến anh chị em đó là cái sơ đồ, bản đồ chiến lược trong kinh doanh. Cái sơ đồ này anh chị em có thể hài hòa áp dụng trong gì ạ? Cái doanh nghiệp của mình. Anh chị em có thể áp dụng trong gì ạ? Đầu tư bất động sản, hoặc là anh chị em kinh doanh bất động sản, anh chị em có thể áp dụng trong đầu tư cổ phiếu hoặc là kinh doanh cổ phiếu. Tóm lại mọi thứ, mọi mặt anh chị em có thể áp dụng được. Nhưng vì đây là một cái chương trình Dũng muốn nói về tổng thể nên anh chị em hãy linh hoạt, đúng không ạ? Anh chị em comment nữa, hãy linh hoạt gì ạ? Hãy tài xoay sở để áp dụng cái chiến lược này cho cái việc kinh doanh, đầu tư cũng như là thậm chí là giao tiếp của mình. Ok ạ. Nên ở đây chiến lược ở đây hay là hãy tài xoay sở. Ok. Thế thì ở một cái bản đồ chiến lược hay là một bản đồ kinh doanh, tại vì hôm nay Dũng sẽ gì ạ? Sử dụng Dũng Sung không sử dụng PowerPoint, mà Dũng sẽ đào tạo trực tiếp trên cái bảng như này. Ok, để chúng ta có thể có linh hoạt hơn ạ. Thế thì ở đây khi mà vẽ một cái sơ đồ bản đồ chiến lược á, thì về cơ bản nó có 4 phần. Đây là 4 phần, anh chị em có thể đơn giản, đây là 4 phần. Anh chị em có nhìn rõ không ạ? Nếu chị nhìn rõ thì comment cho Dũng là cái nhìn rõ cái ạ, để Dũng biết rằng anh chị em đang nhìn rõ ạ. Rõ ạ. Thế thì bây giờ chúng ta kinh doanh thì theo cả nhà, nếu chúng ta kinh doanh thì cái điều gì mà chúng ta quan tâm nhất ạ trong kinh doanh ạ? Tất cả mọi thứ, nếu chúng ta kinh doanh, chúng ta làm gì ạ? Làm mọi thứ thì chúng ta quan tâm nhất là cái gì ạ? Đúng không? Chúng ta quan tâm nhất về tiền, đúng không? Quan tâm tất nhất về tiền. Trong kinh doanh anh chị em ở đây ai cũng muốn về tiền, đúng không? Ai cũng muốn là lợi nhuận, ai cũng muốn rằng gì ạ? Có thật nhiều tiền. Trong bất cứ lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, mọi thứ đấy là tiền. Thứ hai ở trong bản đồ này đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Trải nghiệm khách hàng. Dũng đang nói một cái tổng thể anh chị em biết nào có thể. Đó là trải nghiệm khách hàng. Dũng đang nhận ghi một màu khác ấy. Trải nghiệm khách hàng. Cho nó dễ khách hàng. Cái từ thứ ba, cái trải nghiệm khách hàng thứ ba đó là quy trình. Đó là quy trình. Chúng ta phải có những cái quy trình, phải có gì ạ? Có những cái nguyên lý, có checklist. Đây là một, đây là hai, đây là ba. Và cái cuối cùng là cái cũng cực kỳ quan trọng, đó là đào tạo. Bốn, đó là đào tạo. Đào tạo có thể đào tạo quy trình. Thế ở đây chúng ta gì ạ? Đây là một cái bản đồ như này. Thì chúng ta hiểu đơn giản là nếu bình thường chúng ta hay tập trung ở đâu ạ? Bình thường chúng ta đang tập trung vào gì ạ? Tiền. Nếu chúng ta tập trung vào tiền, chúng ta bỏ ra gì ạ? Cái trải nghiệm khách hàng này thì chúng ta có tiền hay không ạ? Nên nó có một câu từ khóa rất là quan trọng. Đó là gì ạ? Cái gì
tạo ra cái gì? Tiền nó đến từ đâu ạ? Cái tiền này này nó đến từ đâu ạ? Nếu anh chị em kinh doanh, trong kinh doanh thì cái gì nó tạo ra tiền ạ? Có phải là quy trình không ạ? Hay là quá trình đào tạo ạ? Nhưng mới có comment ạ. Có phải là quy trình để nó tạo ra tiền không? Hay là gì ạ? Hay là đào tạo? Nó phải là trải nghiệm khách hàng. Ai đồng ý với Dũng là cái trải nghiệm khách hàng nó mới tạo ra tiền? Khách hàng khi dùng sản phẩm chúng ta, họ có trải nghiệm. Trải nghiệm thế nào? Ao, tuyệt vời quá. Thì họ mới mua hàng chúng ta. Vậy cái trải nghiệm khách hàng này, nếu chúng ta không tạo ra cái sự trải nghiệm khách hàng này với trong kinh doanh ta, thì chúng ta cần phải tạo ra những trải nghiệm khách hàng. Đó là gì ạ? Một cái từ khóa rất quan trọng. Nếu anh chị em trong B&I có một từ khóa gì cực kỳ quan trọng để tạo ra một cái trải nghiệm tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Một từ khóa USP. Chúng ta phải tìm ra một cái sự khác biệt. Khác biệt có thể tất cả các đối thủ chúng ta, các đối thủ chúng ta cùng một cái sản phẩm mà khách hàng chúng ta cần, nhưng đối thủ chúng ta không có. Đấy là sự khác biệt. Với Dũng thì gì ạ? Dũng là Dũng trực chiến, tức là với cái thị trường mà nó đang là một xu hướng mà nó tốt thì Dũng là gì ạ? Trực tiếp cho anh chị em trải nghiệm về thị trường, trực tiếp để tham gia vào thị trường. Đấy là thời điểm mà thị trường nó tốt ạ. Với chúng ta thì ạ, có thể một số các bạn có thể sử dụng cái gì ạ? Một là tặng cho khách hàng. Sử như là không biết anh Trức ở đây ạ. Khi mà anh bán sản phẩm sắp phông thì anh có thể tặng cho khách hàng một sản phẩm. Hay là anh tặng cho anh khách hàng một cái sản phẩm rửa, nước rửa mặt. Họ sản dùng sản phẩm đó. Họ trải nghiệm. Họ thấy rằng là có giá trị. Hoặc với anh Bình, anh sử dụng sinh chất vân tay. Anh có thể giúp đào tạo cho một ai đó một cái trải nghiệm nào đó, đúng không ạ? Nên cái trải nghiệm khách hàng này là cái phần mà chúng ta có thể khiến cho khách hàng thấy ô, cái sản phẩm này nó tuyệt vời hơn so với tất cả các sản phẩm khác, thì cái trải nghiệm này nó là trải nghiệm tuyệt vời. Còn nếu cái trải nghiệm mà chúng ta thấy khách hàng họ đến sao họ quay mặt đi, đấy chứ là trải nghiệm tốt. Nên cái phần này, cái trải nghiệm này nó mới tạo ra tiền. Vậy nếu chúng ta để tạo ra cái gì ạ? Cái trải nghiệm này thì chúng ta phải có một cái quy trình để tạo ra cái sản phẩm tuyệt vời này, đúng không? Chúng ta phải có một nguyên lý, phải có một cái gì đó tuyệt vời để tạo ra cái sản phẩm này, đúng không? Với một cái hệ thống đào tạo như Dũng thì Dũng phải có một cái gì ạ? Có một cái phương pháp nó khác biệt, khác biệt so với các phương pháp khác để tạo ra cái trải nghiệm tốt hơn ạ. Với anh chị em gì ạ? Bán cái mặt hàng nào đó thì anh chị em phải có một cái quy trình nào đó để tạo ra cái trải nghiệm này, tạo ra cái USP này khác biệt. Người ta phải cởi thấy là cái gì ạ? Cái sản phẩm chúng ta sự khác biệt, người ta phải thấy nó khác biệt so với cái khác ạ. Vậy bây giờ chúng ta có quy trình rồi, vậy nếu con người chúng ta không có thì cái quy trình này nó cũng nằm đấy. Và cuối cùng chúng ta không có gì ạ. Nên cái vấn đề đào tạo con người, đào tạo đội nhóm là một trong những cái phần không thể thiếu được trong doanh nghiệp chúng ta. Vậy nếu một doanh nghiệp phát triển thì cái vấn đề đào tạo này là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Chúng ta thấy là ở Microsoft với Bill Gates thì họ tập trung rất là lớn về nhân lực của chúng ta. Nếu chúng ta để ý một chút về gì ạ? Apple thì có một câu nói của ngài Steve Jobs, thì ông có nói rằng là tức là ông tạo những cái người mà chúng ta gọi là, ông có một câu nói rất là thú vị, đó là gì ạ? Tha rằng là hải tặc không làm hải quân. Tức là những con người của ông, nhân viên của ông á, toàn là con người mà không giống ai cả. Họ làm việc, họ tạo ra những sản phẩm mà không ai có. Nên đây là một công ty mà chúng ta thấy là hàng đầu trên thế giới. Và bản thân sản phẩm chúng ta cần phải có những con người tuyệt vời. Tuyệt vời của tuyệt vời. Ở phần cuối cũng sẽ nói kỹ hơn cho với chúng ta về phần này ạ. Vậy để tạo ra
những cái quy trình này thì chúng ta cần phải có chiến lược. Anh chị nhá, cần phải có chiến lược. Vậy Dũng sẽ giới thiệu chúng ta 10 chiến lược. Và trong 10 chiến lược đấy, chúng ta lắp ghép vào những cái quy trình này, những cái gì ạ? Cái bản đồ này để chúng ta cho chúng ta một sơ lược kinh doanh. Vậy bản đồ chiến lược số 1. Chiến lược 1. Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta. Đó là gì ạ? Chiến lược 1 đó là chúng ta tập trung vào tiền. Anh chị em chưa? Vậy khi mà chúng ta tập trung vào tài chính á, khi mà chúng ta tập trung vào tài chính thì chúng ta phải có kế hoạch. Có bao giờ anh chị em thấy rằng là khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta làm doanh nghiệp, chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có kế hoạch. Đầu tiên là có kế hoạch năm. Có kế hoạch năm. Đúng không? Chúng ta phải có kế hoạch cho tháng. Dũng đang lấy một ví dụ cho nó nhỏ như là tháng. Năm chúng ta tạm thời lấy 10 tháng. Tháng thì chúng ta lấy khoảng độ bao nhiêu ạ? 25 ngày. 20 ạ. Dạ, cho nó ký ước. Và chúng ta có chiến lược cho gì ạ? Tuần. Tuần, năm ngày. Và một chiến lược nữa là một ngày bằng 5 giờ. Thường khi mà chúng ta không có cái chiến lược về tiền á, để tạo ra tiền theo cái mốc như này, thì thường tiền nó sẽ gì ạ? Có thể nó không đến với chúng ta. Bởi vì khi mà cái gì chúng ta đang tập trung vào đâu á, thì cái điều đó mở rộng. Chúng ta tập trung vào tiền thì tiền nó sẽ mở rộng. Vậy chúng ta tập trung vào tiền chứ không đo lường vào thời gian. Hôm nay thích chúng ta làm, hôm sau không thích thì chúng ta không làm. Nên đầu tiên, cái chiến lược đầu tiên anh chị em lưu ý cho Dũng, đó là chúng ta tập trung vào tiền. Nhưng về tiền thì chúng ta cần phải đo lường được giữa các khung thời gian năm, tháng, tuần và ngày. Tí nữa Dũng sẽ chi tiết cho chúng ta. Vậy để chúng ta tập trung cho gì ạ? Nếu chúng ta muốn có 20 tỷ một năm thì một tháng chúng ta phải kiếm bao nhiêu tỷ? Một tháng chúng ta phải kiếm bao nhiêu tỷ? Và tương tự như vậy, một tuần chúng ta phải kiếm bao nhiêu tiền? Và đặc biệt là một ngày chúng ta phải làm cái điều gì để kiếm ra số tiền? Cái kế hoạch cụ thể cho năm, cho tháng, cho tuần và cho ngày thì thực sự ta rất quản trị, rất là dễ. Nhưng nếu chúng ta không có kế hoạch cụ thể, số tiền cụ thể, thời gian cụ thể thì kế hoạch chúng ta sẽ dở tới chúng ta. Vậy Dũng muốn hỏi là bao nhiêu chị em là đã chưa có kế hoạch, chưa bao giờ ghi kế hoạch cho năm, cho tháng, cho tuần, có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ? Tức là chúng ta chưa bao giờ làm có kế hoạch cho chính bản thân mình bao giờ. Ở đây nó có một câu chuyện của trường Harvard ấy, thì trường Harvard thì họ có thống kê như này ạ. Họ phỏng vấn là 1.000 người. Và trong đó có 500 người có kế hoạch. Và 500 người, tức họ lấy 500 người có kế hoạch sau trong quá trình nữa. Và 500 người không có kế hoạch mục tiêu tài chính. Thì sau khoảng 20 năm, cũng không nhớ chính xác, thì bắt đầu người ta lấy số điện thoại, người ta phỏng vấn cái số tiền và những người mà gì ạ, có kế hoạch và những người không có kế hoạch về tài chính, thì con số đấy nó khác ra rất là nhiều. Và nó khác nhà không phải là một lần mà đến 10 lần. Tức là một người kiếm được 1 triệu đô thì những người mà có kế hoạch họ kiếm được bao nhiêu? 10 triệu đô. Đấy là sự khác nhau. Vậy nếu chúng ta có kế hoạch về thời gian, về con số tự do tài chính thì chúng ta gì ạ? Mới có thể đạt được mục tiêu
như đây là một trong chiến lược, trong 10 chiến lược đó, chúng ta phải kết hợp tất cả các chiến lược, nên chúng ta tiếp tục đến chiến lược thứ hai. Chiến lược thứ hai đó là chiến lược gì ạ? Chiến lược marketing. Chiến lược thứ hai là chiến lược bán hàng. Bán hàng và marketing ạ, marketing ạ, cũng ghi tắt ạ. Thì bây giờ nếu chúng ta bán đầu tư thì chúng ta làm gì ạ? Thôi, cái này Dũng sẽ tập trung vào vào cái tổng thể, sau này cái phần sau này chi tiết thì anh chị em họ cũng sẽ nói sau. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải tập trung vào bán hàng và marketing. Nhưng ở trong gì ạ, cuộc sống chúng ta thì chúng ta tập trung vào gì ạ? Anh chị em nghĩ rằng bây giờ chúng ta tập trung, chủ yếu chúng ta tập trung vào gì ạ? Phần lớn chúng ta tập trung vào cái điều gì ạ? Sản phẩm và công cụ, đúng không ạ? Công cụ. Nhưng bán hàng và marketing nó chiếm 80%. 80% thành công của chúng ta. Nếu chúng ta tập trung vào bán hàng và marketing, chỉ tập trung vào thằng này thôi ạ. Nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào sản phẩm, thực ra sản phẩm chúng ta phải tốt rồi, mà không bán hàng thì chúng ta gì ạ? Doanh nghiệp chúng ta không tồn tại được, không phát triển được. Vậy nếu anh em đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy là gì ạ? Nếu chúng ta thấy một cái công ty nào có tập trung quá nhiều sản phẩm mà nó lại không, cái ban chúng ta nhìn về về bán hàng của họ, cái đội ngũ marketing, giám đốc điều hành marketing, giám đốc điều hành về gì ạ, chiến lược bán hàng của họ không có tập, thì hãy rời xa doanh nghiệp đó đi ạ. Bởi vì doanh nghiệp đó dù sản phẩm có tuyệt vời đến bao nhiêu nữa, nhưng sớm muộn nó cũng gì ạ, chết yểu. Và anh chị em hiểu điều này có thể comment cho số 1 đó ạ. Tức là chúng ta phải tập trung vào bán hàng và tập trung marketing, bởi vì hai cái điều này nó quyết định cái thành bại của doanh nghiệp chúng ta. Nhưng Dũng thấy rằng là phần lớn khi mà Dũng được nghe, họ chỉ nói về sản phẩm thôi ạ. Họ nói sản phẩm của họ rất tốt, họ nói về tính năng, nhưng gì ạ, họ không có hệ thống bán hàng, họ không có lắng nghe khách hàng chúng ta đang cần gì. Khách hàng có gì ạ? Trong bán hàng nó có một cái gì ạ? Đấy, phần này đây đó là gì ạ? Phải tới gọi là vòng tròn. Chúng ta biết vòng tròn này đâu ạ? Nỗi đau chúng ta là gì? Sung sướng là gì? Chúng ta hành động là gì ạ? Đây là sơ đồ canvas ạ. Anh chị em có thể tìm hiểu cái này. Chúng ta phải biết là khách hàng chúng ta đang cần cái điều gì, họ gặp nỗi đau cái điều gì, họ gặp đau nỗi đau gì, họ cần cái gì để sung sướng, và họ đang làm cái gì ạ? Nên đây là một cái mà nó không thể thiếu được, hay chúng ta gọi là tư duy trong kinh doanh. Điều thứ ba, sau khi mà bán hàng, marketing là một chiến lược chúng ta cần phải tập trung. Cái phần này thì có thể các bạn có thể thấy rằng là một cái chiến lược bán hàng đây ạ, đây là một cái phễu Dũng có thể chia sẻ cho các bạn sơ lược qua. Là một cái phễu bán hàng nó cần rất nhiều, đó là gì ạ? Nó phải tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng, nó phải hẹn gặp, nó phải xây dựng mối quan hệ thân tình, phải xác định nhu cầu của khách hàng, phải chuyển tính năng sang lợi ích, sau đó thì chúng ta mới xem một khách hàng chúng ta mua. Chúng ta phải có những cái chiến lược tiếp theo đó. Dũng nói sơ lược qua vì cái bài học này nó khá dài, nên Dũng có thể nói sơ lược để chúng ta có thể hiểu sâu rồi. Sau khi chúng ta bán hàng marketing thì chúng ta thấy rằng là một chiến lược thứ ba, chiến lược thứ ba trong kinh doanh của chúng ta đó là gì ạ? Tăng thu, thu phải tăng lên ạ, và chi thì phải giảm. Vậy làm thế nào để tăng thu và làm thế nào để giảm chi ạ?
Câu hỏi là dạng theo anh chị em là làm thế nào để tăng cái thu nhập chúng ta và làm thế nào giảm chi ạ? Giảm chi phí đó. Anh chị em có thể comment ạ. Để tăng thu thì chúng ta gì ạ? Thường thì chúng ta có gì ạ? Sản phẩm. Có sản phẩm mới đúng không ạ? Sản phẩm mới. Thậm chí nó có nhà máy mới. Nhà máy. Và đặc biệt là chúng ta phải có một cái đặc biệt là cái sản phẩm này mà nó gì ạ? Không có đối thủ. Hay chúng ta là một cái sản phẩm có USP đặc biệt. USP trong kinh doanh nó là gì ạ? Sản phẩm không có đối thủ mà rất nhiều người người ta quan tâm đến. Trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy Hòa Phát ạ, đúng không? Độc quyền đấy, gần như độc quyền, có cái thép, một cái loại thép độc quyền. Vậy giảm chi thì chúng ta chỉ sử dụng gì ạ? Công nghệ, công nghệ. Vậy một doanh nghiệp mà chúng ta thấy nó đáp ứng được cái tiêu chí này, chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Tại vì một cái bài học này nếu anh chị em học nó khoảng mất từ sáng đến 12 giờ đêm anh chị em nhé, nên Dũng sẽ nhìn tổng quan để anh chị em có thể nắm được cái sơ lược không ạ? Chúng ta nghe chúng ta có hiểu không ạ? Nếu anh chị em nắm rõ được hiểu comment số 1, mà nếu cha chưa nắm rõ được cái comment số 2 ạ. Nên để cái doanh nghiệp mà nó phát triển được thì cái việc đầu tiên chúng ta phải tăng thu lên ạ. Tăng thu có rất nhiều chiến lược khác nhau, như Dũng sẽ gì ạ? Tạm thời đưa chiến lược này. Chúng ta là một là bán hàng giá cao hay là bán upsell, downsell có tăng thu không ạ? Upsell cũng đâu, tăng thu, downsell. Tóm lại là nhiều chiến lược khác nữa. Đúng không? Và giảm chi, chúng ta thể sử dụng công nghệ. Ngoài ra chúng ta sử dụng chiến lược nào nữa? Nếu anh chị em sử dụng chiến lược công nghệ thì chúng ta phải làm chiến lược nào nữa? Chiến lược quan trọng, chiến lược quan trọng. Chúng ta phải comment cho một cái chiến lược nào rất quan trọng. Đó là gì ạ? Đó, tìm người tài. Nhân viên nào mà không làm được việc, thôi cho out. Out đi ạ. Tập trung vào người tài. Tha rằng hải tặc chứ không làm gì ạ? Hải quân. Câu nói rất là hay của Sun Tzu. Tức là ông chỉ tìm những người giỏi. Giỏi, rất là giỏi. Chứ không thể là người bình thường. Nên tập làm đại bàng chứ không làm chim sẻ. Ở đây chúng ta là tìm người tài. Công nghệ này, có người tài thì cái chi phí này giảm đáng kể không ạ? Tiếp theo chúng ta có một chiến lược tiếp theo, chiến lược số 4. Chiến lược số 4 ạ. Số 4 là gì ạ? Thông thường khi mà anh chị em mua một sản phẩm nào đó thì chúng ta thích mua sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm số. Anh chị em có thể comment cho Dũng là nếu cái sản phẩm số về đào tạo thì chúng ta nghĩ ngay đến điều gì ạ? Nghĩ ngay luôn đến điều gì ạ? Tức bất cứ một sản phẩm số học online. Offline cũng được. Ai nghĩ bảo hành ạ? Sản phẩm số nhé. Sản phẩm số chúng ta đặc biệt là sản phẩm đào tạo đi ạ. Thì chúng ta nghĩ đến điều gì ạ? Chúng ta nghĩ điều gì? Chúng ta bây giờ giả sử bây giờ chúng ta muốn mua một cái sản phẩm đào tạo nào đó. Đào tạo về chứng khoán. Đào tạo về bất động sản. Đấy, chúng ta đang tập trung gì ạ? Phần mềm nó chỉ là công cụ thôi ạ. Video. Đó là chiến lược gì ạ? Trở thành chuyên gia. Chuyên gia.
trở thành chuyên gia. Chuyên gia, anh chị em ạ, chúng ta phải trở thành chuyên gia. Đúng không ạ? Chuyên gia. Cái này tôi nghĩ Dũng có cái bút khác để ghi vào, nhưng đây là ghi trên phím thì nó không được đẹp lắm, anh chị em thông cảm nhá. Trở thành chuyên gia. Vậy bây giờ một cái người chuyên gia, để một cái chuyên gia thành công theo chúng ta nó cần phải gì ạ? Nếu chúng ta muốn một cái trở thành chuyên gia thành công thì chúng ta theo anh chị em cái phần nào là quan trọng nhất ạ? Nếu chúng ta nhìn muốn tìm kiếm một cái chuyên gia thành công, chúng ta sản phẩm chúng ta phải gì ạ? Một là chúng ta trở thành chuyên gia. Hai, nếu anh chị em không có chuyên gia thì anh chị em gì ạ? Làm nào ạ? Nếu không có chuyên gia, chúng ta không phải chuyên gia thì chúng ta sử dụng chiến lược gì ạ? Anh chị em BNI, anh chị em có thể comment cho Dũng được không ạ? Nếu anh chị em nếu không phải là chuyên gia thì chúng ta có một chiến lược gì để thuê chuyên gia? Ok ạ. Đó là chiến lược rất quan trọng. Đứng trên vai người khổng lồ. Đứng trên vai người khổng lồ. Đứng trên vai người khổng lồ đó gì ạ? Tại vì chuyên gia họ có sản phẩm tốt. Chúng ta marketing cho họ. Dùng sản phẩm của họ. Chỉ học mỗi marketing thôi ạ. Mỗi bán hàng marketing là chúng ta có thể bán cho họ. Bởi sản phẩm của họ là uy tín rồi. Sản phẩm họ tốt rồi. Tại sao chúng ta lại gì ạ? Phải vất vả đi tìm cái sản phẩm chúng ta. Lên ở đây chúng ta có một cái chiến lược đó gì ạ? Affiliate ạ. Em có hiểu không ạ? Affiliate. Lên một cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy được là Việt Nam, chúng ta thấy là cái doanh nghiệp nào đó chúng ta thường là gì ạ? Nó marketing rất giỏi, nó lấy rất nhiều cái sản phẩm khác để nó tiếp thị. Chúng ta thấy thế giới rộng đúng không ạ? Nó không thể là chuyên gia về sản xuất gì ạ? Điện thoại di động. Nhưng nó gì ạ? Bán hàng rất giỏi. Cực kỳ giỏi. Hay chúng ta thấy là những bạn làm affiliate, hay một số các bạn bán hàng Amazon, họ giỏi không ạ? Họ chỉ lấy hàng khác họ có thể kiếm tiền. Còn nếu anh chị em gì ạ, có sản phẩm như anh Bình, có thể là chuyên gia về sinh chắc vân tay, Hiếu thì có thể là chuyên gia về gì ạ, cốt chạm như thế. Nên chúng ta, vậy nếu để trở thành một chuyên gia thành công thì cái gì để quyết định một chuyên gia thành công? Thưa anh chị, cái gì để quyết định cho một chuyên gia? Tất cả đây chúng có bốn. Đấy là gì ạ? Tư duy nhỉ? Tư duy đúng. Tư duy. Cái sản phẩm và công cụ, hai cái này chiếm khoảng 20%. Phần lớn chúng ta vẫn nói về sản phẩm chúng ta, vẫn nói về công cụ chúng ta. Chẳng hạn bây giờ chúng ta gì ạ? Chúng ta rất giỏi về phân tích trong đầu tư chứng khoán, nếu anh chị em nào lý thì chúng ta rất giỏi về phân tích. Nhưng nếu mà đầu tư theo một trend đi xuống thì cái giỏi này nó chính là sản phẩm này. Chúng ta mua vào chúng ta bị thua lỗ. Trong đầu tư bất động sản lúc này nó tập trung vào cái gì ạ? Thời điểm này là thị trường đang tập trung vào bất động sản gì ạ? Công nghiệp chả thế. Mà chúng ta lại đi mua bất động sản nông nghiệp. Thì chúng ta có giỏi về bất động sản công nghiệp, nông nghiệp chúng ta gì ạ? Vẫn thua. Nên ở đây chúng ta là tư duy này, nó quyết định thành bại chúng ta. Nên nếu chúng ta chuyển ra thành chuyên gia, chúng ta phải có tư duy đúng. Thế
Hello, chúng ta có thể nắm được phần này chưa ạ? Một doanh nghiệp thành công, có thể chúng ta không có thể chuyên gia, nhưng chúng ta gì ạ? Có thuê chuyên gia về giúp chúng ta được không ạ? Chúng ta thuê chuyên gia về tạo ra cho chúng ta một cái sản phẩm gội đầu mà gì ạ? Gội một lần là gì ạ? Chẳng hạn đấy, gội một lần mà có thể 20 ngày không phải gội mà vẫn thơm. Chúng ta có một USP, tức là cái sự độc từ một cái gì nó sự khác biệt. Chúng ta có thể thấy là nhiều doanh nghiệp như VinFast đúng không? Anh chị em có thể thấy là VinFast họ thuê rất nhiều các chuyên gia hay chính là nhóm trí tuệ ưu tú để gì ạ? Nhóm trí tuệ ưu tú đó để giúp cho doanh nghiệp của mình và đấy phát triển. Họ tìm ra những sản phẩm vượt trội tốt nhất. Đấy chính là cái chiến lược của VinGroup chúng ta đấy không ạ? Tuyệt vời, có tuyệt vời. Tiếp tục. Chiến lược tiếp theo, chiến lược mới rồi ạ. Chiến lược số 4. Chúng có thêm chiến lược số 5. Thực ra còn nhiều phần này nó phải kỹ hơn như về cơ bản. Chúng ta không mất nhiều quá nhiều dạng. Chiến lược số 5 ạ. Chiến lược số 5 là sản phẩm phải có giá trị lớn. Câu hỏi là tại sao lại cần phải có sản phẩm có giá trị lớn? Sản phẩm có giá trị lớn ạ. Tại sao mà sản phẩm có giá trị lớn? Có phải chúng ta đầu tiên là chúng ta đang gì ạ? Chúng ta đang kinh doanh, chúng ta tập trung vào gì ạ? Hello. Vừa chúng ta tập trung là chúng ta tập trung vào gì? Chúng ta tập trung vào tiền. Vậy bây chúng ta bán một sản phẩm có 100.000 một sản phẩm. Thì bao nhiêu cái sản phẩm 100.000 thì chúng ta có thể có 1 triệu đô. Dũng đang lấy khoảng 20 triệu, 20 tỷ là khoảng 1 triệu. Dũng tạm tính như vậy được không ạ? Lấy như thế cho nó dễ. Anh chị em có hiểu không ạ? Bao nhiêu tiền để có 1 triệu đô ạ? Vậy sản phẩm có giá trị lớn nó còn mang lại cái điều gì cho doanh nghiệp ạ? Sản phẩm có giá trị lớn nó mang lại điều gì cho doanh nghiệp? Ngoài lợi nhuận cao ạ, còn điều gì nữa ạ? Thương hiệu, lợi nhuận doanh thu thương hiệu, uy tín. Có phải bây giờ chúng ta thấy một cái sản phẩm, một doanh nghiệp mà tự nhiên có một sản phẩm cao thì chúng ta thấy là uy tín to lên không ạ? Chúng ta thấy là một cái doanh, nếu chúng ta ai có đã để ý một là trong một cái cửa hàng kim cương á, có thể là Dubai, có thể là Mỹ, người ta có một cái viên kim cương có thể là rất đắt tiền, rất vô cùng nhưng không phải. Anh chị em có để ý cái này không ạ? Hay người ta có để một cái đôi giày cũng rất giá trị, không bán. Bởi vì khi chúng ta nhìn vào cái sản phẩm giá trị cao này này, chúng ta để đi mua những cái sản phẩm thực sự là rất là cao rồi, thì chúng ta thấy rằng gì ạ? Tâm lý chúng ta cảm giác thế nào ạ? Ồ, tuyệt vời không ạ? Chúng ta cảm giác là mua cái sản phẩm này không phải là rẻ, mà chúng ta nghĩ chúng ta được hời. Tại vì nhà giàu thì họ gì ạ? Không quan tâm đến rẻ, mà họ cảm giác rằng là mình mua được món hời. Rẻ người ta không thích đâu ạ, nhưng hời, tức là giá trị cao nhưng hời. Hello, chúng ta có hiểu điều này không ạ? Vậy nếu doanh nghiệp nó không có điều này thì sao ạ?
có biết được doanh nghiệp đó ở tầm nào không? Chúng ta có đầu tư vào doanh nghiệp này không anh chị em? Doanh nghiệp này có thể trở nên doanh cổ phiếu tăng trưởng, doanh nghiệp tăng trưởng không ạ? Với anh em kinh doanh, chúng ta phải có sản phẩm này, chúng ta mới gì ạ? Mới tạo ra cái sự đột biến của chúng ta, tạo ra lợi nhuận đột biến, tạo ra doanh thu đột biến. Vậy nếu một cái doanh nghiệp mà tạo ra lợi nhuận đột biến, tạo ra doanh thu đột biến mà lại được niêm yết trên thị trường chứng khoán, thì anh chị em có khoái mua những doanh nghiệp này không ạ? Hello, chúng ta thấy có sự liên kết chặt chẽ với cái sản phẩm tuyệt vời đúng không ạ? Nếu chúng ta là gì ạ, nhà đầu tư, thì chúng ta cần phải nhìn thấy doanh nghiệp này. Còn nếu chúng ta là gì ạ, doanh nghiệp, chúng ta phải tạo ra một cái sản phẩm. Và sản phẩm này thường nó nằm ở đâu ạ? Cuối phễu. Đây là phễu sản phẩm. Ở phía trên này, thường người ta tạo ra những cái sản phẩm có giá trị. Nhà Dũng nói là sản phẩm có giá trị, nhưng có thể là miễn phí hoặc là giá thấp. Tất cả cái sản phẩm phía trên này, nếu sản phẩm này không có giá trị, thì nhà đầu tư hoặc gì ạ, khách hàng có mua sản phẩm thứ hai không ạ? Sản phẩm 2 có mua không ạ? Nếu chúng ta thấy cái sản phẩm số 1 này này, số 0 này, F0 này, nó không có giá trị, thì chúng ta có mua sản phẩm số 2 không ạ? Nên chúng ta thấy được nhiều doanh chủ doanh nghiệp ạ, lừa các khách hàng của mình một cái sản phẩm nào đó không có giá trị, gọi là sản phẩm miễn phí. Nhà mình có học cái sản phẩm đó là gì ạ? Bí mật đầu tư chứng khoán của Mỹ thì anh, của Dũng thì anh chị em thấy nó có giá trị không ạ? Bình thường sản phẩm này nếu mà được bán trên thị trường nó không phải là ít tiền đâu ạ. Nhưng vì chúng ta thấy là chúng ta được miễn phí, nên chúng ta thấy rằng là nó lạ đấy. Nên cái sản phẩm này bao giờ nó phải có giá trị thì chúng ta mới có gì ạ? Mua sản phẩm 2. Và tiếp tục khi mà chúng ta mua sản phẩm 2 này này, thông thường là Dũng về cái gì ạ? Cơ bản sản phẩm 2 này họ phải có được cái điều gì đó, họ phải có được lợi nhuận, họ phải thấy được gì ạ, cái giá trị ở trong sản phẩm này, thì họ có xu hướng mua sản phẩm 3. Cái sản phẩm 3 này này không phải là nó tạo ra giá trị mà nó đến từ cái sản phẩm 2. Và anh chị em thấy là cái sản phẩm 3 này là nó đến từ sản phẩm 3. Khi chúng ta mua một cái hàng mặt hàng nào đó và chúng ta cảm giác là dùng nó sướng, nó thích, thì chúng ta có xu hướng mua thêm các sản phẩm khác. Nếu anh chị em đồng ý thì comment cho Dũng số 5 đi ạ. Để anh chị em thấy cái điều này thực tế cho chúng ta, tâm lý chúng ta. Vậy một doanh nghiệp mà chúng ta thấy rằng là họ có phễu bán hàng như vậy thì chúng ta thấy là cái doanh nghiệp đó tuyệt vời không ạ? Có đáng đầu tư không ạ? Có đáng để mua không ạ? Có đáng để kinh doanh ạ? Vậy nếu chúng ta là chủ doanh nghiệp ạ, anh chị em chủ doanh nghiệp comment cho số 10 không ạ? Comment cho số 10 cái đúng không ạ? Vậy nếu anh em chủ doanh nghiệp mà chúng ta không có sản phẩm giá cao thì ngay từ hôm nay hãy gì ạ, cho mình gì ạ, tìm ra một sản phẩm giá cao hay gọi là high end. Và sản phẩm giá cao thường là sản phẩm ở cuối phễu. Có thể là đây là một cái combo, có thể đây là sản phẩm cuối phễu giá rất là cao. Và thậm chí một số doanh nghiệp lớn thì sản phẩm high end này, giá cao này, để làm gì ạ? Để gì? Để ngắm thôi. Cho vào để ngắm thôi ạ. Có phải khi nào chúng ta thấy một cái sản phẩm giá cao đến đây, chúng ta tò mò, chúng ta đến đây ngắm và chúng ta mua sản phẩm này không ạ? Có khi nào không ạ? Hello? Có khi nào chúng ta đến một cái nơi nào đó, chúng ta thấy rằng là có một cái gì đó rất là lạ, nhưng nó là chỉ để trưng bày thôi, nhưng một lúc sau chúng ta lại mua. Và trong các siêu thị á, thỉnh thoảng hoặc là trong các triển lãm, chúng ta thấy nhiều này không ạ? Hello, và anh chị em thấy là hôm lần đầu tiên chúng ta biết cái chiến lược này trong kinh doanh ạ, lần đầu tiên chúng ta biết cái điều này trong gì ạ, trong đầu tư. Nếu chúng ta nhìn thấy cái doanh nghiệp như này,
là chúng ta thấy là quá tuyệt vời. Đấy, chúng ta phải phân tích cơ bản nó như thế đấy ạ. Nếu anh chị em là phân tích doanh nghiệp, chúng ta phải phân tích như này, gọi là phân tích cơ bản. Còn nếu anh chị em nào gì ạ, kinh doanh, thì anh chị em phải tạo ra sản phẩm giá cao thì chúng ta mới tạo ra mục tiêu tài chính. Vì chúng ta tạo ra mục tiêu tài chính thì cổ đông chúng ta gì ạ, nếu chúng ta có gì ạ, công ty cổ phần thì cổ đông mới khoái, cổ đông mới khoái thì cổ đông mới gì ạ, mới mua, cổ đông mới tham gia cổ phần chúng ta. Còn nếu chúng ta có một doanh nghiệp mà gì ạ, cổ phần thì cổ phần gì ạ, mà làm ăn thì lãnh đạo thì không có tầm, không có tâm, không có tài và lại thiếu chính trực thì làm gì có ai đầu tư. Bởi vì đầu tư giống như là DG bán được giá 30, sau đó quay trở lại mua cổ phiếu quỹ giá 20. Wow, tuyệt vời không ạ? Chiến chiến lược này họ có thể kiếm được lợi nhuận rất là cao. Có thể nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào mất tiền, nhưng với cổ đông chiến lược khác họ có dám tham gia vào cái này không ạ? Nếu chúng ta làm một cái đủ cổ đông chiến lược lớn để mua những cổ phiếu như này, chúng ta nghĩ gì ạ? Dũng đang nói về những anh chị em nào có tầm á, có tầm á, còn với nhà đầu tư cá nhân mà gì ạ, không có kiến thức, không có trải nghiệm thì chỉ nhìn là gì ạ, nó lên nó xuống được một vài đồng là chúng ta gì ạ, nhìn vào cái này là chúng ta có thể thấy ngay được tầm chúng ta đang ở đâu. Nên đây là chiến lược rất quan trọng trong đầu tư. Vậy bây giờ chúng ta có chiến lược giá cao rồi thì chúng ta cần phải thêm một chiến lược gì ạ? Chiến lược giá cao rồi, giá thấp hay là giá gì ạ? Chiến lược số 6. Thường chúng ta muốn một doanh nghiệp mà bán được có lợi nhuận cao. Trong kinh doanh á, anh chị em BNI không biết là anh chị em có nhớ một cái từ khóa rất quan trọng. Từ khóa rất quan trọng. Số lượng. Cái số lượng này này. Số lượng trung bình. À, số lượng. Và nhân với cái gì ạ? Đơn giá trung bình. Đơn giá trung bình. Ở đây chúng ta gọi là, nhà mình có nhớ cái điều gì không ạ? Nếu anh chị em đã là đầu tư, anh chị em đã gì ạ, học BNI rồi, anh chị em đã học về chiến lược rồi, thì chúng ta có nhớ cái chiến lược này không ạ? Có nhớ chiến lược không ạ? Làm thế nào để chúng ta kiếm được lợi nhuận nhanh, lớn, bền vững? Vòng quay. Đúng rồi. Rất đúng rồi ạ. Một, ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản. Đó là sản phẩm số lượng lớn. Cái sản phẩm nó phải có số lượng lớn. Sản phẩm. Số lượng lớn. Có khi nào chúng ta bán gà tặng bò, bán gà tặng bò, nhưng giá thì giá con bò, giá bò. Chúng ta đi mua hàng hóa, chúng ta có nhìn thấy cái điều này chưa? Đấy là một chiến lược. Bán kèm khác, bán bia kẹp lạc khác, bán thêm ạ. Nhưng bán gà, tặng bò, giá con bò. Có ai gặp chiến lược này chưa? Có ai gặp? Đầu tiên là sản phẩm lớn này, số lượng lớn á. Đúng không nói số lượng lớn á. Cái số lượng lớn này, nó nằm trong ngoặc ngoặc nhá, chúng ta hiểu trong ngoặc ngoặc.
Đây là một chiến lược marketing rất là hay đấy ạ. Thế thì bây giờ sản phẩm số lượng lớn thì thường là áp dụng cho cái gì ạ? Sản phẩm số lượng lớn. Có phải chúng ta thấy rằng gì ạ? Điện thoại di động. Có phải là nếu chúng ta mỗi một lần chúng ta dưa bán ra một cái điện thoại di động gì ạ? Apple gì ạ? 10. Thì sau một thời gian nó làm gì ạ? Cũ cái sản phẩm này rất là nhanh. Và chúng ta lại tiếp tục mua cái 11. Chúng ta lại thấy làm cũ, mua cái 12. Và đây chính là làm gì ạ? Nó làm cũ sản phẩm, làm cũ sản phẩm, làm cũ sản phẩm. Vậy nếu chúng ta nhìn về những cái sản phẩm này nó có gì ạ? Nhìn thì gì ạ? Chúng ta để ý một chút là chúng ta có sử dụng cái tính năng lợi ích nhiều hơn không ạ? Hay chúng ta vẫn sử dụng cái điện thoại giống như này? Chúng ta vẫn giống như nhau nhưng chúng ta vẫn muốn mua cái sản phẩm này. Chúng ta muốn thay cái sản phẩm này. Có khỏe không ạ? Bây chúng ta mua cái sản phẩm Apple 10. 11 chúng ta lại mua cái khác. Hay tháng sau nó ra chúng ta mua cái khác. Bởi vì chúng ta có một nhu cầu. Đúng rồi, chiến lược khuất tán ấy ạ. Nhu cầu. Nếu anh chị em cầm một cái điện thoại iPhone. Bố là nước của con đi. Cái điện thoại. Điều gì diễn ra? Bố. Cái điện thoại iPhone người ta có hướng lên bàn. Bố. Anh chị em có điều đó không ạ? Điện thoại Nokia. Em xin mời anh Nguyễn Trung vui lòng tắt máy, tắt mic giúp em ạ. Em xin mời anh Nguyễn Trung vui lòng tắt mic. Điều đó không ạ? Đây người ta dựa vào cái gì ạ? Cái nhu cầu danh vọng, danh vọng. Nên khách hàng của chúng ta, đặc biệt là khách hàng nữ, anh chị em nhá, tôi giúp đang nói về chiến lược. Để chúng ta nhìn về cái chiến lược này, chiến lược số 6 rồi đúng không ạ? Có một cái hãng giày như này để chúng ta có thể nhìn xem cái doanh nghiệp nào nó phát triển mạnh, chúng ta nhìn về chiến lược của họ, chúng ta sẽ biết là với doanh nghiệp giày như này bán giày online, khi mà khách hàng họ có một chiến lược đó là gì ạ? Chiến lược đó là khách hàng có thể gọi bất cứ cái đôi giày nào họ thích ạ. Tức là bây giờ anh chị em nè, anh chị em muốn là có giày, đây một cái đôi giày này, một này gọi đấy, cứ thích được cứ gọi, sau đó gì ạ? Nếu không thích thì trả lại, không thích thì trả lại, không thích thì trả lại. Và thường thì anh chị em có thể gọi một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Và chúng ta đấy, điều gì diễn ra? Anh chị em phụ nữ, chỉ phụ nữ thôi, điều gì diễn ra? Điều gì diễn ra? Đầu tiên chúng ta nghĩ rằng chúng phải gọi hết đi ạ, gọi hết để đeo cho sướng. Và sau đó điều gì diễn ra? Điều gì diễn ra? Phụ nữ thôi nha, anh chị em phụ nữ thôi, anh chị em phụ nữ này, đây là một cái chiến lược. Và công ty này, khi mà sử dụng xong cái chiến lược này, trở thành công ty. Bởi vì khi họ đeo vào, đấy là gì ạ? Đeo vào, ngắm, thì đó là gì ạ? Bước thứ mới. Trong bốn bước chiến lược, bản đồ chiến lược, tiền, trải nghiệm, bước 2, 3. Vậy họ tập trung vào trải nghiệm, cho trải nghiệm thôi ạ. Thế là chị em móc khẩu bao ra và không biết mình mất tiền. Có phải không ạ? Hello. Vậy nếu chúng ta nhìn về một cái công ty, một doanh nghiệp nào đó mà họ đang làm cái điều này, có phải là một số các nhà đầu tư bảo nghĩ họ dở hơi, một số mà nhìn ra cái điều này thì bảo rằng là tôi đã tìm ra công ty tăng trưởng rồi phải không ạ? Hello. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta bảo doanh nghiệp này có lẽ là phá sản đúng không? Nếu anh chị em có, nếu bây giờ nhá, chúng ta giả sử với chúng ta không trải nghiệm
thì có phải chúng ta nghĩ là doanh nghiệp này sẽ phá sản mất đúng không ạ? Bởi vì cái tiền ship á, cái tiền mà khi mà ship hàng á, chi phí nó cao lắm, mỗi đôi dép thì không biết được bao nhiêu. Ok, xin cảm ơn ạ. Anh chị em có hiểu chiến lược này không ạ? Nên ở đây chúng ta gì ạ? Cái chiến lược bán số lượng lớn là chiến lược, tức là bán, sau đó họ là gì ạ? Chăm sóc để họ tiếp tục mua đi, mua lại càng nhiều lần là tốt. Nên số lượng chiến lược 6 này, ngoài chiến lược này ạ, có thể giúp cho khách hàng mua số lượng lớn, thì ngoài ra gì ạ? Cái chiến lược này là phải làm chăm sóc, có thể gì ạ? Họ tiếp tục quay trở lại mua. Chẳng hạn chúng ta nhìn về cái gì ạ? Máy lọc nước có vẻ không ạ? Có khi nào chúng ta thấy là họ bán hay họ cho thuê cái gì ạ? Văn phòng ấy, cho thuê máy đun nước ạ. Và họ chúng ta mua nước của họ. Có phải như vậy không ạ? Cây nước đấy, cây nước chúng ta mua. Hoặc là chúng ta thấy rằng là anh chị em bán cái máy lọc nước, nhưng gì ạ? Hàng tháng chúng ta vẫn gì ạ? Vài tháng chúng ta vẫn phải sử dụng cái gì ạ? Cái lọc của họ. Thì đây là chiến lược mà khách hàng chúng ta là mãi mãi. Hay là anh Chức, anh có bán gì ạ? Sạp phông chẳng hạn thế. Anh Chức có thể chiến lược là gì ạ? Khi mà anh chăm sóc tốt rồi thì có phải lúc nào chúng ta nghĩ đến Sa Phong là chúng ta nghĩ đến anh Chức đúng không ạ? Hello, có phải không ạ? Chúng ta nghĩ đến rượu vang là chúng ta nghĩ đến ai ạ? Chúng ta nghĩ đến gì ạ? Hoa quả, bánh ngọt. Đấy. Tất cả cái điều này chúng ta phải làm sao cho khách hàng chúng ta thấy cái sản phẩm chúng ta, khi chúng ta nghĩ ra cái là nó phải wow. Và đặc biệt là gì ạ? Chúng ta cần phải gì ạ? Làm cho khách hàng không thể rời chúng ta. Nên chúng ta phải bán số lượng lớn. Ngoài cái số lượng mà chúng ta, cái sản phẩm chúng ta phải tạo ra rất nhiều giá trị, có thể bán được nhiều lần liên tiếp, thì đây cũng là một cái doanh nghiệp mà chúng ta cần lưu ý. Còn nếu sản phẩm mà chúng ta lâu lâu mới bán được thì chúng ta kinh doanh có kết quả không ạ? Chúng ta có nên đầu tư vào những doanh nghiệp như vậy không ạ? Không nên đầu tư vào những doanh nghiệp mà mãi mãi nó không có sản phẩm, mà như vậy rủi ro rất là cao. Nên chiến lược kia chúng ta giống như là chiến lược quay vòng vốn, quay vòng quay càng lớn thì doanh nghiệp lại kiếm được rất nhiều tiền. Vậy bao nhiêu chị em thấy là chúng ta chỉ cần tạm thời là sử dụng 6 chiến lược trong kinh doanh thôi ạ, là chúng ta thấy rằng doanh nghiệp đó, cái khả năng tạo ra một cái doanh nghiệp tăng trưởng rất là nhanh ạ. Nếu chúng ta chỉ sử dụng một vài chiến lược, 6 trên 10 chiến lược mà chúng ta đang thấy ở đây ạ, thì chúng ta thấy được cái doanh nghiệp đó tuyệt vời không ạ? Nếu chúng ta chủ doanh nghiệp và chúng ta áp dụng trong gì ạ? 6 chiến lược này thôi ạ, chúng ta thấy được chúng ta có thể trở thành những doanh nghiệp tuyệt vời không ạ? Trở thành doanh nghiệp tăng trưởng không ạ? Trở thành doanh nghiệp mà không có đối thủ không ạ? Vậy doanh nghiệp chúng ta thường mắc phải cái điều gì ạ? Anh chị em thấy doanh nghiệp chúng ta, cái doanh nghiệp chúng ta thường là mắc phải cái điều gì? Anh chị em thử xem là anh chị em các chủ doanh nghiệp chúng ta thường chúng ta mắc phải cái điều gì ạ? Mắc phải cái điều gì trong kinh doanh ạ? Mắc phải cái điều gì ạ? Chúng ta lấy một chiến lược, đây là chiến lược, Dũng nghĩ là chiến lược quan trọng. Và chiến lược này chúng ta cần phải gì ạ? Nhất định phải có, không thể nào thiếu được. Marketing chúng ta có rồi. Ngoài chiến lược mà chúng ta 6 chiến lược chúng ta vừa học rồi. Ngoài chiến lược đó. Chúng ta quản trị không phải ạ, anh chị em này ạ, quản lý vốn không phải ạ, khuyến mại không phải, khuyến mại nó là marketing ạ, đào tạo không phải,
Anh chị em có thể nhớ các doanh nghiệp bất động sản mà họ làm gì ạ? Họ có chiến lược gì ạ? Chiến lược số 7. Chiến lược số 7. Bán gì ạ? Bán trước. Vậy chiến lược bán trước này thì chúng ta có lợi gì và tại sao chúng ta lại bán trước mà không bán sau ạ? Tại sao chúng ta phải bán trước và chúng ta không bán sau? Một là chúng ta chiếm dụng vốn. Chiếm dụng. Lần sau có cái bút thì Dũng sẽ làm vẽ đẹp hơn ạ. Đây là Dũng đang vẽ trên bàn phím. Chiếm dụng vốn. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Có phải khi anh chị em đã đặt một chân vào rồi ạ? Đã mua sản phẩm rồi. Thì chúng ta có giữ chân được khách hàng ở đây không ạ? Có giữ được không ạ? Cái thứ ba là gì ạ? Vì chúng ta bán trước cho họ rồi nên cái rủi ro lúc này là rủi ro thuộc về ai ạ? Khách hàng. Và bây giờ họ làm cái điều gì ạ? Họ bán trước nhưng họ làm gì ạ? Anh chị em có thể hình dung được họ bán trước họ làm gì ạ? Rủi ro khách hàng và ai ạ? Ngân hàng. Đúng không ạ? Ngân hàng là hai người. Thế họ có vốn này. Họ thu được trước mà. Họ lại có vốn để chiếm dụng vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Điều này tuyệt vời không ạ? Nhưng nếu chiến lược này thường thì chúng ta thấy là nó bất lợi đâu ạ? Bất lợi. Bất lợi chiến lược này là gì? Nếu chúng ta có hàng mà chúng ta không đáp ứng được thì sao? Thứ hai là gì ạ? Phải có một cái gì ạ? Uy tín, đúng rồi, phải có uy tín đủ lớn thì người ta mới làm. Nên vậy nếu một doanh nghiệp mà bán trước tức là nợ, cái tiền trả trước là lớn, thì nó là doanh nghiệp tốt hay là xấu ạ? Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là trong phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp và thấy chứ là trả trước rất là cao, thì rất nhiều anh chị em bảo là cái điều này là xấu, thì bây giờ chúng ta chuyển sang là tốt hay xấu rồi ạ. Trước khi chúng ta phân tích một doanh nghiệp mà thấy rằng là gì ạ? Cứ thấy trả trước nhiều và cái bọn này là nợ quá nhiều. Thế còn bây giờ anh chị em kinh doanh thì chúng ta phải có điều này, bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta cứ suốt ngày cho khách hàng nợ thì đến một phát Covid vừa rồi thì điều gì diễn ra? Hello. Làm 10 năm, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư lãi được 20 tỷ. Năm thứ năm về âm 10 tỷ. Phải không ạ? Câu chuyện là như vậy đấy. Và chiến lược này, chiến lược không thể thiếu cho doanh nghiệp. Nhưng để áp dụng chiến lược này thì chúng ta phải có uy tín. Cái uy tín là cái cực kỳ quan trọng. Thiếu uy tín thì đừng có bán cái này. Tại vì thậm chí là bán thì chúng ta phải ra pháp luật đấy. Mà không uy tín người ta không đặt cơ ạ. Tiếp tục. Anh chị em thấy chiến lược này quan trọng không ạ? Thế giới di động thì bán trước kiểu gì ạ? Hello? Thế giới di động bán trước kiểu gì? Thế giới di động bán trước kiểu gì ạ? Đúng rồi, trả góp. Cho trả góp nên trả nợ rồi ạ. Bất động sản thì bán trước dễ đơn giản rồi ạ. Nên chúng ta có thể là liên kết với ai đó, nếu anh chị em nào có đủ uy tín chẳng hạn thế,
trong BNI, nếu thực sự sản phẩm uy tín thì làm việc với anh Bắc, đúng không? Không biết anh Bắc hôm nay có ở đây không ạ? Đấy, sử dụng chiến lược bán có trước. Thầy ơi, à, xin cảm ơn ạ. Chiến lược tiếp theo là chiến lược tập trung. Chiến lược tập trung. Số 8. Tập trung. Cái gì tập trung thì cái đó mở rộng. Cái đi vận động thì cứ phát triển. Vậy tập trung là tập trung vào cái gì ạ? Tập trung ạ. Chiến lược tập trung. À, theo anh chị em là cái cổ phiếu VinGroup có tập trung không ạ? Vin có tập trung không ạ? Có tập trung không? Ai bảo không, ai bảo có ạ? VinGroup là nó gì ạ? Có một cái nhóm khách hàng rồi. Nên khi nó bán nhà Vinhome đúng không ạ? Người ta có nhu cầu là mua ô tô, có nhu cầu về gì ạ? Cho con học, những cái nhu cầu về bệnh viện đúng không? Đây gọi là hệ sinh thái. Nên cái điều này gọi là tập trung đấy ạ. Còn nếu bây giờ họ bán nhà này, bây họ chuyển sang một cái lĩnh vực khác như là có cái gì nhỉ? Thực tế thì hệ sinh thái của VinGroup nó khá rộng. Thế nhưng đấy là phần lớn và hệ sinh thái của đây là toàn những người có thu nhập cao đấy. Chứ là hệ sinh thái là nó định vị luôn là người có thu nhập cao. Đúng rồi, chỉ thiếu mua nghĩa trang. Và thứ hai là những cái điều gì mà nó gì ạ? Nó thấy không ok lắm thì nó gì ạ? Hủy luôn. Cái lĩnh vực nào nó là gì ạ? Và một cái lĩnh vực mà anh chị em có nhớ đố anh chị em biết rồi, cái lĩnh vực đầu tiên mà cổ phiếu VinGroup này bị ông Vượng á, ông đưa ra quyết định trong vòng bao nhiêu? Có lẽ chỉ có 2 tiếng là ông đưa ra quyết định hủy luôn trong vòng 2 tiếng. Đưa rất nhanh, đưa ra quyết định hủy ngay. Đền bù rất là nhanh. Đó là ngày xưa ông có một cái gì ạ? Công ty chứng khoán VinGroup, tức là buổi sáng ông gì ạ, bảo đóng cửa và sau 2 tiếng sau là mọi thứ xong hết rồi. Đấy là sự gì ạ, quyết liệt của ông đó. Cắt lót đấy ạ, chúng ta gọi là cắt lót đấy, tuyệt vời không ạ? Nên thấy cái gì mà không hiệu quả là chúng ta cắt lót. Và chúng ta có thể nhớ tập, chúng ta có một cái gì ạ, trong cái chiến lược số 8 này, số 8 này, thì anh chị em có thể nên đọc cuốn sách gì, anh chị em có nhớ không ạ? Anh chị em có thể comment nếu mà anh chị em nghĩ cái này cuốn sách gì nó có trong một chiến lược số 8. Chiến lược số 8 ạ. Anh chị em doanh nghiệp cũng thế thôi. Nếu chúng ta gì ạ, hôm nay chúng ta vừa gì ạ, web chẳng hạn thế, sau đó chúng lại làm thêm một doanh nghiệp bất động sản, sau đó chúng ta lại làm nên doanh nghiệp gì ạ, kinh doanh online, sau đó lại một doanh nghiệp chứng khoán, thì cái này chúng ta gọi là không thể tập trung được. Đúng rồi, tốt đến vĩ đại, cuốn sách đến tốt vĩ đại nó có một chiến lược là chiến lược con nhím. Anh chị em có thể đọc cuốn sách đó. Về chủ doanh nghiệp thì phải đọc rồi, chắc chắn phải đọc rồi, tại vì cuốn sách này nó sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp chúng ta hiểu rõ tại sao chúng ta cần phải tập trung nguồn lực, tập trung về nguồn lực này, tập trung về quy trình này, tập trung về gì ạ, cho trải nghiệm khách hàng càng cao càng tốt ạ. Họ về gì ạ, chúng ta phải là người cho đi lớn nhất cho thị trường của mình. Comment chúng tôi là phải người là cho đi, tức là giúp khách hàng tốt nhất trong thị trường của mình. Thực sự ai cũng muốn như vậy, có thể là về góc độ nào đó chúng ta đang hướng cái đấy, nhưng về cơ bản là chúng ta phải là người cho đi lớn nhất.
Đấy là cho đi lớn nhất thì chúng ta mới có gì ạ? Cho đi nó là gì ạ? Và cho là cho ở đây chúng ta phải cho đi, nó phải có giá trị. Có giá trị. Cho đi lớn nhất. Thế nên vấn đề là chúng ta phải cho khách hàng trải nghiệm nhiều nhất có thể. Và đây là chiến lược mà Dũng thấy rằng là người cho đi lớn nhất. Vậy bây giờ chúng ta làm việc suốt ngày rồi ạ. Chiến lược số 9 ạ, làm việc suốt ngày rồi. Không có thời gian cho gia đình. Không có thời gian cho bản thân. Không có thời gian cho con. Không có thời gian cho bố mẹ, không có thời gian để gặp bạn bè, tóm lại là chẳng có thời gian gì. Thì chiến lược số 9 này sẽ giúp chúng ta. Các anh chị em là chiến lược gì ạ? Nếu doanh nghiệp này không có chiến lược này thì hãy gì ạ? Xem xét lại. Và Dũng cũng đang xây dựng cái chiến lược này. Tại vì thực tế là Dũng gì ạ? Cái thời gian để Dũng làm việc, Dũng thấy rằng là thực sự nhiều lúc là nó quá căng thẳng. Nếu mà không có chiến lược này, có lẽ là sẽ không thể làm được mãi. Đó là gì ạ? Tự động hóa, đúng rồi, tuyệt vời. Chúc mừng anh chị em ạ. Tự động hóa, tự động hóa, tự động hóa. Vậy nếu để chúng ta tự động hóa được thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Và trong chiến lược này thì nó là bước mới, bước mấy trong cái phần bản đồ chiến lược ạ? Tự động hóa là bước mấy ạ? Tự động hóa rất xuất sắc ạ, rất xuất sắc ạ, tuyệt vời. Thường thì nó là bước 4, chúng ta có thể thay đổi nó là bước 3, nhưng thường nó phải là bước 4, bởi vì chúng ta đào tạo con người chúng ta, đúng không ạ? Đào tạo cho nhân viên chúng ta phải dáng biết được quy trình, biết phải chăm sóc khách hàng sao, biết phải cho khách hàng trải nghiệm như nào để chúng ta gì ạ, nghỉ ngơi hoặc là chúng ta làm việc khác. Vậy chiến lược tự động hóa là chiến lược tuyệt vời của tuyệt vời của tuyệt vời. Và anh chị em muốn là chúng ta cần phải tự động hóa thì hãy comment cho Dũng số 1 cái ạ. Nếu anh chị em thực sự muốn tự động hóa thì hãy comment số 1 ạ. Và đây là chiến lược mà thực tế là ai cũng muốn ấp ủ. Vậy nếu Dũng mà có thể là giúp cho anh chị em một chiến lược gọi là tự động hóa cho riêng của mình, thì anh chị em có sẵn sàng trả tiền cho Dũng không ạ? Sẵn sàng để có thể giúp cho chúng ta kiếm được gì ạ? Giúp cho chúng ta nghỉ ngơi không ạ? Anh chị em sẵn sàng không ạ? Nên đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng. Nếu anh chị em nào mà giúp cho doanh nghiệp tự động hóa thì Dũng tin chắc rằng là đây là một cái sản phẩm tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể gì ạ? Bán. Và Dũng tin chắc rằng là 100 anh chị em ở BNI ở đây sẵn sàng mua nếu chúng ta gì ạ, giải phóng được năng lượng. Và sau khi chúng ta tự động hóa rồi, chúng ta làm được doanh nghiệp rồi, thì đố anh chị em chúng ta phải làm gì ạ? Đến bây giờ tự động hóa rồi, nào, chiến lược số 10, chiến lược cuối cùng trong đoạn. Đây là một bài tập, một phần mà anh chị em phải học mất một ngày đấy ạ. Một ngày, tức là 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Mà anh chị em có 2 tiếng, chưa đến 2 tiếng. Nên khi mà Dũng chia sẻ, anh chị em gần như là cũng đã nắm được khá khá rồi. Nên chúng Dũng thấy lại, nhà mình quá là thông minh ạ. Ai bao nhiêu anh chị em ở trong chúng ta đã thấy là dù là cái chiến lược này Dũng chia sẻ rất là nhanh, rất là ngắn, mà chúng ta nắm được khoảng 7-80%. Có thể comment cho Dũng số 10 cái được không ạ? Tức là chúng ta nắm được 7-80%. Còn số 10, rất tuyệt vời. Vậy chiến lược số 10 là gì ạ? Với anh chị em BNI chúng ta, với anh chị em gì ạ? Nếu chúng ta là chủ doanh nghiệp thì chúng ta mong muốn điều gì ạ? Nếu anh chị em là chủ doanh nghiệp thì chúng ta muốn điều gì ở chiến lược số 10 này? Nếu chúng ta bây giờ ngay tức khắc thì chúng ta làm gì ạ? Là gì ạ?
và đã có rất nhiều anh chị em đã đang sử dụng chiến lược này. Mở rộng mình suốt ngày đi làm thuê à các bác ơi? Bán nó đi. Bán nó đi. Bán nhượng quyền. Thậm chí là gì ạ? Bán cho một đối tác khác. Vậy khi anh chị em bán cho đối tác khác, bán nhượng quyền, thì điều gì chúng ta giải phóng được hết chưa? Vậy nếu anh chị em đã gì ạ, sử dụng 10 chiến lược này, chúng ta là người giỏi hay không giỏi ạ? Nếu anh chị em đã sử dụng 10 chiến lược này, chúng ta là giỏi không hay giỏi ạ? Nếu anh chị em là đầu tư mà nắm rõ được 10 chiến lược này trong kinh doanh, giỏi không giỏi ạ? Lúc này chúng ta gì ạ? Có thể mua những doanh nghiệp tốt nhất được không? Mua những công ty tuyệt vời nhất được không? Mua xong để làm gì ạ? Để bán. Hoặc là chúng ta gì ạ? Nếu chúng ta có đủ nhiều vốn, chúng ta có thể mua những cái doanh nghiệp nó yếu, những cái mảng mà chúng ta biết rằng chúng ta giỏi đâu ạ? Và sử với chúng ta là ngài Google Fest, chúng ta thấy là cái doanh nghiệp chúng ta, cái doanh nghiệp chúng ta nó có thể đáp ứng, giải quyết được cái vấn đề mà doanh nghiệp chúng ta mua, thì chúng ta có mua không ạ? Mua. Sau đó chúng ta xây dựng quy trình này. Xây dựng quy trình này để chúng ta bán. Thế là xong. Vậy. Đây là 10 chiến lược để chúng ta có thể nắm rõ được. Thì trong 10 chiến lược này, anh chị em có thể sắp xếp các quy trình này. Đấy, bước 1, bước 2, 3, 4. Trong 10 chiến lược này. Vậy chiến lược marketing nó nằm đâu ạ? Chạm đến. Marketing. Bước 2 hay bước 3? Marketing cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm thì là bước 2. Còn xây dựng chiến lược marketing là bước 3. Đào tạo cho khách hàng marketing là bước 4. Đào tạo cái đội ngũ chúng ta là bước 4. Thì mình có hiểu không ạ? Còn chiến lược bán sản phẩm giá cao là bước mới ạ. Sản phẩm à? Cái gì tạo ra tiền thì là bước 1. Bán liên tục, bán liên tục. Quy trình ạ, bán liên tục. Làm sao để chúng ta có gì ạ? Quy trình, nếu xây dựng quy trình để bán, nó có thể là bước 3. Nhưng nếu tự động rồi, có thể lên bước mà. Nhưng đây là một cái chương trình nó rất là lớn, mất khoảng độ một ngày, thậm chí là đêm để mới hiểu được. Thì trong cái buổi chia sẻ này, Dũng sẽ gì ạ, giải quyết cho chúng ta một phần trong 4 bước chiến lược này. Thì trong cái bước này, thì Dũng thực sự là Dũng mới thấy, à, hóa ra là marketing là sống còn. Nếu chúng ta tập trung quá nhiều sản phẩm, quá nhiều về gì ạ, công cụ và marketing, mang hàng về, chúng ta thấy có bao nhiêu anh chị em vẫn nhập hàng về để lưu kho, cất chữ, sau đó là hàng thối, hàng ung và sản phẩm rất tốt, cuối cùng phá sản. Thì cái này chiến thắng mình nha. Có ai đồng chí đây là học đầu tư chứng khoán rất giỏi, phân tích cơ bản giỏi, rất giỏi, sai vì tư duy nên thấy là giỏi, sau đó áp dụng vào đầu tư khoán thua. Cái này là chúng ta sẽ có thể có phần khác nữa. Thì bây giờ là 9:30, phần thứ hai có lẽ là phần hỏi đáp. Thì anh chị em có câu hỏi nào để bên MC tiếp tục ạ, chia sẻ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quang Dũng rất là nhiều, một chuyên gia chứng khoán. Vừa rồi những kiến thức của anh đã giúp thêm chúng ta rất là nhiều cái kiến thức lẫn kinh nghiệm anh chia sẻ để ứng dụng cho doanh nghiệp của mình, để xây dựng và phát triển hơn doanh nghiệp của mình. Thật tuyệt vời đúng không các anh chị ở đây ạ? Hiện tại trong phòng của chúng ta đã trên 300 người tham gia ạ. Thật là tuyệt vời, thật
Thật tuyệt vời. Đầu tiên nhất để cảm ơn anh Dũng, chúng ta hãy cho một tràng pháo bông thật là cao để tỏ ơn, biết ơn anh trong cái buổi chia sẻ vừa rồi ha, trước khi chúng ta qua phần hỏi đáp ạ. Các anh chị, tay của các anh chị đâu? Tay của các anh chị cho một tràng pháo bông đâu ạ? Giơ thật cao lên ha. Xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và bây giờ nha, một lần nữa em Thảo, MC chương trình của buổi tối hôm nay, rất là mong các anh chị hãy quét mã QR code ngay trên trên cái màn hình chính của chúng ta để chúng ta điền vào thông tin sau, và chúng ta sẽ đến cái phòng mà bốc thăm chúng quà, món quà đặc biệt từ thầy Quang Dũng của chúng ta cho hơn 300 người, nhưng mà phần quà may mắn chỉ dành cho 5 người thôi các anh chị ạ. Vậy thì ai là người may mắn ạ? Cái data sẽ bị khép lại ngay trong vòng 5 phút nữa thôi. Rất là mong các anh chị hãy điền luôn, quét mã QR code điền luôn các anh chị ạ. Và anh Huy ơi, anh Huy sẽ hỗ trợ em trong phòng bốc thăm trúng thưởng. Khi mà bốc thăm trúng xong để mà các anh chị để biết hơn cái giá trị của mình nhận may mắn được nhận từ thầy Dũng trao, và sau đó các anh chị hãy đặt những câu hỏi đến từ chuyên gia là người thầy đặc biệt Quang Dũng của mình ha, để được sự tư vấn và hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn về kiến thức cho chúng ta ạ. Xin mời anh Huy ạ. Anh Huy của em đâu rồi? Vâng, xin chào các anh chị. Dạ. Tôi vừa có gửi cái link, hoặc cả chúng ta có thể dùng link vừa tôi gửi lên màn hình, hoặc share lên nhóm Zalo, và hoặc các anh chị cũng có thể dùng cái QR code tôi đang share trên màn hình. Thì các anh chị vào thì Thảo ơi, thế là cái này là mình quay luôn bây giờ chứ không phải là để cuối chương trình đúng không Thảo? Dạ vâng, nếu mà thông tin của các anh chị điền chưa đủ thì chúng ta hãy dành lại để cuối chương trình anh ạ. Thế theo như trong cuối chương trình đi. Dạ vâng ạ, dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vậy thì cơ hội vẫn còn cơ hội cho chúng ta nha. Các anh chị vào sau hãy nhanh tay lẹ làng điền vào thông form giúp em nhé. Dạ, rồi bây giờ quay trở lại với chương trình, một cái talk show vô cùng giá trị đối với những ai đang làm doanh nghiệp và những ai đang ấp ủ cái dự án của mình để mở doanh nghiệp cho mình. Thì quay lại với trường quay của thầy Quang Dũng ạ. Xin mời các anh chị đặt câu hỏi, và anh chị bật câu hỏi thì hãy... giơ tay lên ạ. Dây đây có cái nút dây hen, các anh chị giơ lên để em mời ạ. Đầu tiên đã thấy cánh tay của anh Nam Phạm giơ tay rồi ha. Bây giờ em xin mời anh Nam Phạm bật mic lên để hỏi, đặt câu hỏi của mình với thầy Quang Dũng ạ. Xin mời anh Nam Phạm ạ. Chắc là anh Nam Phạm giơ tay nhưng mà chưa biết chưa thao tác được bật mic, thì xin mời cánh tay tiếp theo ạ. Xin mời cánh tay tiếp theo để được mời và giao lưu hỏi cùng với thầy Quang Dũng chúng ta. Các anh chị biết cách để bật không? Em xin mời anh Bắc ạ, giám đốc chi nhánh ngân hàng ACB ạ. Dạ vâng, xin mời anh. Xin chào anh Dũng. Cũng được nghe anh Dũng nghe rõ không ạ? Có mình nghe rõ. Được nghe anh Dũng một vài buổi rồi, rất là ấn tượng về mặt kiến thức, như là cái các cái kiến thức như là thực tế cũng như thành công của anh Dũng. Chúng ta hôm nay rất là may mắn được nghe anh Dũng chia sẻ. Buổi hôm nay chắc là phải, nếu mà đúng ra chắc là phải kéo dài rất là lâu mới đủ được cái lượng mà anh Dũng có thể chia sẻ hết được cả 10 cái chiến lược này. Nhưng mà cho bác hỏi một cái nội dung theo cảm nhận thôi, đó là khi mà mình triển khai chiến lược thế này thì có nên chăng nếu như là bác thì bác sẽ thêm một cái chiến lược nữa, có đúng không, hay là cần thiết không, hay là tùy vào từng cái giai đoạn hay là từng cái mục tiêu của chúng ta có định vị khác nhau đối với chiến lược này, đó là cái chiến lược gọi là chiến lược thay đổi cái chiến lược. Ở đây có nghĩa là gì? Mỗi một thời kỳ, mỗi một cái sự biến động của một cái thời điểm triển khai chiến lược đó thì chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh khác nhau trong mỗi chiến lược. Giả định khi chúng ta xây dựng chiến lược, ví dụ chiến lược thứ 5 đi, chiến lược thứ 5 là chiến lược về hình sản phẩm giá trị lớn này, hay là cái chiến lược về số lượng sản phẩm, số lượng lớn. Thế thì khi mình triển khai chiến lược đó thì tùy vào cái lúc mà triển khai nó, chúng ta trong bối cảnh kinh tế phát triển khác nhau chẳng hạn, trong một dòng sản phẩm khác nhau, thế thì mỗi một dòng sản phẩm hay là mỗi một cái doanh nghiệp, các dòng sản phẩm khác nhau thì tại thời điểm đó chưa chắc nó là sản phẩm giá trị lớn, hay là nó là sản phẩm phễu, khi nào là phễu và khi nào là
là cái đáy phễu hay là trung phễu. Thế thì có nên chăng chúng ta xây dựng một cái chiến lược gọi là chiến lược điều chỉnh chiến lược không? Thì theo anh Dũng thế thì có hợp lý không? Đấy. Xin cảm ơn bạn Bác rất nhiều. Thì hôm nay có thấy có một bạn bạn Linh có một cái phần đó là tài xoay sở. Cái xoay sở này thì Dũng học được người thầy vĩ đại của mình, đó là thầy Andrew Rubin. Thế thực ra như này này, ở đây chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đó là gì ạ? Khi mà chúng ta bị dịch bệnh như này, thì Dũng thấy là ở bên chỗ Bắc có một cái chiến lược rất là hay, đó là gì ạ? Bình thường khi mà dịch bệnh như này để cho người ta vay lãi thì làm sao người ta đến vay lãi được, đặc biệt là lúc mà người ta phải đáo hạn, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta cứ áp dụng một cách máy móc như vậy, Dũng vẫn dần sử dụng chữ cũ thì có lẽ là chúng ta gì ạ? Sẽ bị các đối thủ ngân hàng, người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ, đây là cơ hội để họ mở rộng khách hàng của ta. Đây là ở đây chúng ta gọi là chiến lược tài xoay sở. Tại vì cái gì ở đây trong chiến lược là cái gì tạo ra cái gì. Tức là bây giờ đầu tiên chúng ta tạo ra tập trung cái mục tiêu chúng ta, đầu tiên là mục tiêu về tài chính. Ở trong bản đồ này có thể chúng ta tập trung vào một mục tiêu khác. Nhưng khi cái mục tiêu của chúng ta mà nó gì ạ, nó không đạt. Tức là khi mà chúng ta, nó giống như là nếu điều này mà xảy ra thì chúng ta có điều này. Còn nếu nó không đạt được cái điều này thì chúng ta có thể loại bỏ và chúng ta đi tìm một chiến lược khác. Chứ không phải là chúng ta gì ạ? Nếu bây giờ nó giống như với nhân viên đó, chúng ta đang thấy là chúng ta đang, ngày xưa thì chúng ta thấy là nhân viên thì bây giờ chúng ta không cần phải là nó quá là xuất sắc. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải những nhân viên cực kỳ xuất sắc, cần phải có chất lượng để chúng ta gì ạ? Mới làm cho doanh nghiệp chúng ta có thể khác biệt, có USP khác biệt rồi. Nên có thể trong năm trước nữa chúng ta không cần phải nhiều quá. Chúng ta cần rất nhiều nhân viên, nhưng đến thời điểm này thì chúng ta đã hóa ra chúng ta phải cần những nhân viên mà làm được online, có trí, tức là họ cần phải có những cái gì ạ, biết được những cái về văn phòng, biết được nhiều cái khác nữa thì nó mới giúp được chúng ta. Tại vì họ ngồi nhà mà, nên chúng ta phải thay đổi chiến lược. Nên cái gì mà nó gì ạ, cái gì nó giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu thì chúng ta gì ạ, đấy là đúng. Còn bây giờ chúng ta sử dụng chiến răng tranh du kích thì khả năng là cứ tên lửa hành trình các thứ là có thể khả năng là lúc này là rất khó. Nếu mà ông cha ta lúc này thì cũng biết rằng những khả năng là tên lửa Tomahawk thì gần như nó đến tận 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 cách một vài cm là nó có thể bắn hết rồi, không thể du kích được. Ok, xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều, và mong rằng câu trả lời giải đáp vừa rồi của anh Dũng đã giúp phần nào cái trả lời được cái câu hỏi mà anh Bác mong muốn ha. Xin mời anh Bác hạ tay xuống và em xin những cánh tay còn lại của các anh chị ạ. Đây là cơ hội thật là quý để chúng ta được giao lưu và được chia sẻ trực tiếp, tư vấn trực tiếp từ thầy Quang Dũng ha. Em xin mời cánh tay tiếp theo ạ. Cánh tay tiếp theo của anh chị để em bật lại. Các anh chị có biết bật cánh tay giơ lên trong này không ạ? À? Để em theo chỉ hả? Có cái chữ anh chị bấm vào cái chữ cái màu ô biểu tượng có cái mặt cười xong dấu cộng ở trên á, trên phía trên đó thì nó có cái chữ raise hand, thì các anh chị bấm vào đó em giơ. Ok, em đã thấy cánh tay tiếp theo rồi. Xin mời anh Quyền ạ. Xin mời anh Quyền là một doanh nhân trong cộng đồng BNI ạ. Xin mời anh ạ. Anh bật mic lên ạ. Vâng, xin chào anh Dũng. Chào Quyền. Vâng, cảm ơn anh với buổi chia sẻ của anh ngày hôm nay. Em nghe từ đầu cuối và thấy rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh rất nhiều. Thì bên em cũng là làm về doanh nghiệp truyền thống ấy. Thì trong thời kỳ khủng hoảng này thì các doanh nghiệp truyền thống thì đa số là đều phải đóng cửa và nghỉ ngơi. Thì vậy là trong như anh biết thì anh em biết thì anh là chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, thì anh có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp hoặc là những người mà đang nghỉ dịch để có thể tham gia hoặc là đầu tư vào trong lĩnh vực chứng khoán được không ạ? Cảm ơn Quyền rất nhiều ạ. Vâng. Câu hỏi này rất là thú vị. Thế thì thường thì Dũng hay hỏi về một số các anh chị em học viên hoặc là những người mà tham gia vào thị trường chứng khoán, thì phần lớn tức là có rất nhiều khách hàng, rất nhiều anh chị em khác nhau, thì Dũng muốn hỏi một câu hỏi đơn giản là nếu bình thường nhá, chúng ta thường là rất nhiều, chúng ta thấy trên thị trường có nhiều anh chị em tham gia vào thị trường chứng khoán, thế đặt câu hỏi là chúng ta không phải tức là không có chiến lược gì cả mà chúng ta đạt được mức lợi nhuận 100%, chả không có chiến lược gì cả. Cứ thấy ai đó bảo mua là chúng ta mua, cứ ai bảo là tham gia là ra, thì chúng ta thấy điều gì diễn ra? Có phải lúc ấy tiền chúng ta nó kiếm quá dễ không ạ?
tiền kiếm quá dễ, tức là khi mà ai đầu tư cũng thắng, ai kiếm được giống như hoa lan đó, rất là dễ. Nên khi mà chúng ta đã tham gia vào đầu tư chứng khoán, tham gia vào cái kinh doanh hoặc là tham gia bất cứ một cái lĩnh vực nào đó, thì cái chủ đề hôm nay cũng muốn nói là đó là chúng ta cần phải có gì ạ? Có chiến lược. Trước kia chúng ta có chiến lược gì ạ? Chiến tranh du kích. Bây giờ chúng ta có chiến lược không biết là chiến lược gì nữa, nhưng chúng ta không biết, nhưng tóm lại là chúng ta có một chiến lược khác. Nếu giả sử bây giờ có một chiến tranh sinh học chẳng thế, thì chúng ta phải áp dụng chiến lược. Hoặc là vừa rồi chúng ta có Covid đúng không? Covid thì lúc trước thì chúng ta thấy là cái việc mà diễn ra cái việc Covid chúng ta kiểm soát rất nhanh, nhưng sau đó thì cái một cái Covid cái thể Delta này nó lây lan quá nhanh, nên đầu tiên chúng ta thấy là chúng ta rất nhiều áp dụng rất nhiều cái chiến lược khác nhau nhưng không hiệu quả. Nhưng đến bây giờ chúng ta thấy là vẫn là chiến lược là sử dụng vaccine là hiệu quả nhất. Thế thì ở đây chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta đầu tư chứng khoán đó, thì chúng ta cần phải đặt ra là cái mục tiêu tài chính của chúng ta là bao nhiêu, cái mục tiêu tài chính của chúng ta mục tiêu là bao nhiêu một năm. Chẳng hạn bạn muốn là mục tiêu tài chính là sự bạn đầu tư 10 tỷ chẳng hạn thế, thì bạn có thể có đầu tư lướt sóng hay không, 100 tỷ thì có lướt sóng hay không. Nên khi mà chúng ta đưa ra cái quy mô vốn chúng ta 10 tỷ, 20 tỷ hay là 100 triệu thì chúng ta lại phải sử dụng các chiến lược khác nhau chẳng hạn hết. Thế để sử dụng nhau, thế để làm sao để chúng ta có thể tìm được những cái chuyên gia để giúp chúng ta kiếm được tiền. Làm sao để chúng ta có thể, thế có rất nhiều. Một là gì ạ? Chúng ta cần phải đo lường bất cứ chi cái gì đó. Nếu mà chúng ta cứ vào trên mạng để chúng ta đo lường được thì có lẽ là chúng ta gì ạ? Đọc hết các nghe nọ kia chưa chắc đo lường được. Nên có thể chúng ta gì ạ? Xem là những người bạn mà chúng ta đã đầu tư chứng khoán, và những người bạn chúng ta là cái người mà giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta biết rằng là ai có thể có uy tín như thế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta không tin ai cả. Chúng ta có thể đi follow những cái chuyên gia thành công trên thế giới. Chẳng hạn chúng ta đọc về Warren Buffett, chúng ta đọc về gì ạ? O'Neill, chúng ta đọc về Mark Manin, xem là trong tất cả các nhà thiên tài đó có những người nào mà họ phù hợp với phong cách tính cách của chúng ta. Nó phải phù hợp với tính cách chúng ta thì chúng ta follow họ. Còn không thì chúng ta tuyệt đối không làm theo họ, bởi vì giữa cái tư duy chúng ta với họ khác nhau và chúng ta lại cứ đi theo cái tính cách của họ thì có thể chúng ta có kết quả. Những cái mà mấu chốt ở đây là chúng muốn nói là không phải là chúng ta có kiến thức đúng mà chúng ta phải có tư duy đúng trước đã. Kiến thức trong đầu tư chứng khoán với công cụ trong đầu tư chứng khoán nó chiếm 20%. Nên nhiều anh chị em rất giỏi về phân tích cơ bản, nhiều anh chị em rất giỏi về phân tích kỹ thuật, có rất nhiều công cụ hỗ trợ nhưng đầu tư vẫn thất bại rất là lớn. Họ không có lợi nhuận đâu ạ, bởi vì họ tư duy sai. Nên đầu tiên thì cái phần này có lẽ để nói về cái tư duy trong đầu tư chứng khoán nó phải là một cái buổi cũng khá là mất nhiều thời gian. Nên ở đây Dũng chỉ có từ khóa là tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán đó. Phải có tư duy trước ạ. Lúc đó chúng ta mới bỏ tiền là đầu tư. Hay là chúng ta phải có chiến lược thì chúng ta mới kinh doanh. Chứ không có chiến lược chúng ta sẽ không kinh doanh. Cảm ơn Đồng Quyền. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và hy vọng là được nghe những buổi chia sẻ tiếp theo của anh. Và xin chào anh. Cảm ơn. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Quyền. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và tiếp theo là xin mời bạn Đỗ Tú ha. Đỗ Tú là một trong cộng đồng doanh nhân BNI. Xin mời Đỗ Tú ạ. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Em chào anh Dũng. Hôm nay rất vui được nghe cái chia sẻ của anh, những cái lời giảng dạy của anh. Em thấy có được thêm rất nhiều kiến thức. Thì trong 10 chiến lược kinh doanh của anh thì em xin phép đưa ra một câu hỏi như sau, là chiến lược nào là cái chiến lược phải ưu tiên trước nhất? Và với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì sẽ sử dụng cả 10 chiến lược ấy hay chúng ta sẽ linh hoạt để chia theo từng cái giai đoạn, thì chúng ta sẽ chọn cái chiến lược phù hợp? Và quan trọng nhất là cái nào là cái mà mình phải hoàn thiện đầu tiên, phải hoàn thành đầu tiên trong 10 chiến lược ấy? Ok, câu hỏi của Tú cũng thấy rất thú vị. Đây là theo quan điểm cá nhân của Dũng thôi, đó không phải là do tất cả nhé. Về cơ bản như này, nếu mà bình thường khi mà cái công tác đào tạo của Dũng thì đầu tiên khi mà Dũng đào tạo thì nó cũng không vấn đề gì cả, nhưng sau khi mà gì ạ, trong một quá trình mà khi mà các anh chị em học viên cũng bắt đầu nó lớn dần lên thì Dũng thấy một cái việc mà cái chăm sóc này, cái việc mà tiếp để giúp đỡ khách hàng của mình bắt đầu nó có một cái mức khó khăn nhất định. Nên cái điều đầu tiên là Dũng thấy là cái việc mà cấp bách của Dũng lúc này đó là phải tự động hóa. Nên sẽ Dũng tập trung vào tự động hóa để gì ạ,
để giúp cho các anh chị em học viên của mình được cái trải nghiệm tốt. Tại vì chúng ta phải trải nghiệm thì chúng ta mới có gì ạ, có mới học viên. Mà bây giờ chúng ta gì ạ, anh chị em học viên mà không được trải nghiệm tốt thì cái uy tín của mình sẽ mất. Nên ở đây với Dũng thì Dũng sẽ tập trung vào trải nghiệm. Nhưng có một số doanh nghiệp khác thì họ sẽ thấy là có rất là marketing của họ đang chưa được tốt, nó đang thấy yếu. Bởi vì sản phẩm họ rất là tốt, họ đang gì ạ, có rất nhiều cái mặt hàng đang được trên kệ. Vừa rồi Covid thì nhiều mặt hàng quá trên kệ, mà bây giờ cứ bảo là sản phẩm truyền sản phẩm, cứ tiếp tục là sản phẩm mà không marketing được. Sản phẩm chúng ta cũng là sản phẩm ế, sản phẩm gì ạ, dần dần cũng chả là quyết được gì cả, thậm chí là sau lâu ngày là sản phẩm quyết đi. Nên lúc này chúng ta để tập trung vào chiến lược marketing. Còn một số chúng ta thấy là chúng ta ở những bên Tú thì Dũng thấy là có thể là chúng ta phải xây dựng một cái quy trình để đưa ra làm sao để khi mà Dũng vào là Dũng có thể không phải hỏi Tú nữa, mà Dũng chỉ hỏi nhân viên của Tú thôi, là Dũng biết rằng là gì ạ, tôi không phải gặp sếp nữa. Còn bây giờ thì vẫn phải gặp Tú, thì rõ ràng là cái quy trình mà đào tạo nhân viên nó cũng giống như bên Dũng, nó cũng đang có gì ạ, nó chưa được tốt. Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy là mỗi doanh nghiệp chúng ta thấy cái mặt hàng là cái phần nào mà chúng ta nhắm mắt vào, chúng ta nhìn thấy có vấn đề luôn là chúng ta xử lý đấy trước. Còn bây giờ tóm lại là về chiến lược để cho doanh nghiệp phát triển mạnh thì chúng ta phải sử dụng tất cả chiến lược, đặc biệt là chiến lược về tự động. Hoặc là sau này khi mà chúng ta giỏi hết quy trình rồi, tội gì chúng ta phải mở doanh nghiệp, để chúng ta có thể đi đầu tư giống các bạn đang đầu tư chứng khoán này. Chúng ta tìm công ty tốt có những cái yếu tố như vậy, chúng ta đi đầu tư, thế là chúng ta gì ạ, vẫn tự do tài chính, chúng ta vẫn gì ạ, vẫn thấy là công việc thú vị. Xin cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Tú. Và càng đặt ra những câu hỏi thì càng mới thấy được là thầy Dũng của chúng ta rất rất là nhiều kiến thức, và rất là nhiều kiến thức chúng ta cần phải học hỏi, đúng không các anh chị? Và những cánh tay đã lần lượt giơ lên rất là nhiều. Và thầy Dũng chúng ta không những kiến thức rất là hay, mà còn lại là cái sự trả lời rất là bằng tâm huyết, bằng nhiệt huyết muốn giúp đỡ, chia sẻ cùng chúng ta. Thì các anh chị cứ lần lượt giơ tay, và ai giơ trước thì thầy xin được mời trước nhé. Và tiếp tục xin mời bạn có nick là G2 Tạo và số điện thoại 0917368. Và xin mời bạn bật mic lên để đặt câu hỏi với thầy Dũng ạ. Em chào thầy Dũng ạ. Chào các anh chị em bên BNA. Em cũng là một cái doanh nghiệp bên chỗ SME, cũng là học viên của thầy. Thì trong cái em đang muốn hỏi cái lúc nãy cái chiến lược mà em nghe nói loáng thoáng qua là cái chỗ con cá lớn trong cái ao bé gì đó, thì em đang nghĩ đến là cái phân khúc thị trường của em là thị trường ngách, sản phẩm của em là những cái sản phẩm chuyên về hỗ trợ về cái cung cấp về thông tin liên lạc, về bộ đàm cầm tay COVID các kiểu. Thì vừa rồi COVID á, ở Sài Gòn á, ở thành phố Hồ Chí Minh, em của thành phố Hồ Chí Minh, nó thực sự ra nó ảnh hưởng, vì nó là truyền thống rồi chú ạ. Em cũng bán cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Em chuyển qua cái như cái chiến lược thầy nói về marketing, về liên kết phát triển mở rộng á, thì em muốn hỏi thêm về cái cách thức để mở rộng cái về cái phân khúc đó, mở rộng thị trường thêm á. Xin hết ạ. Cảm ơn bạn. Tức là trong kinh doanh chúng ta, mà nãy Dũng có nói một cái, tức là có một cái chiến lược rất quan trọng để giúp chúng ta, đó là gì ạ? Tức là bây giờ nhá, khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề trong kinh doanh, chẳng hạn như chúng ta giả sử như ở trong Covid này, có nhiều mặt hàng chúng ta không bán được, chẳng hạn như là cổ quyền thì ăn hết, hay là một số các bạn như là những lĩnh vực mà chúng ta như là các sản phẩm mà chúng ta không bán được. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn bán cái sản phẩm đó trong tương lai, chẳng hạn thế, thì chúng ta có thể dùng chiến lược này, đó là chúng ta gì ạ, tại cái thời điểm chúng ta đang gọi là đang ở giãn cách này, thì chúng ta có thể xây dựng những video để hướng dẫn cho gì ạ, khách hàng chúng ta biết được cái sản phẩm kỹ của chúng ta, tức là phải nắm rõ được cái sản phẩm, tính năng lợi ích chúng ta, để khi mà hết dịch cái là chúng ta gì ạ, tức là chúng ta gọi là tăng tốc luôn ạ. Chứ thay vì lúc đó thì đối thủ chúng ta vẫn đang gì ạ, lo lắng suy nghĩ về sản phẩm chúng ta như nào, thì lúc đó chúng ta đã có một số lượng đơn hàng rất là lớn rồi, đúng không? Rất nhiều đơn hàng để sẵn sàng chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng chúng ta. Thế để cho khách hàng sẵn sàng tham gia, sẵn sàng gì ạ, sẵn sàng về
mua hàng chúng ta thì họ phải biết, sau đó họ phải tin, phải yêu. Nên cái việc mà trải nghiệm cái sản phẩm chúng ta bằng một cách nào đó, có thể là bằng online, bằng gì ạ, đấy, những cái tính năng, cái lợi ích, hoặc chúng ta dạy cho họ một cái điều gì đó, chúng ta dạy giúp họ một cái điều gì đó, hỗ trợ một cái điều gì đó, thì cái đấy là cái có thể là một chiến lược rất quan trọng để sau khi mà tình hình mà chúng gọi là dịch bệnh ổn định, chúng ta có thể gì ạ, thay đổi. Nhưng quan trọng là một cái chiến lược nữa mà Dũng thấy cũng khá là ok. Khi mà chúng ta gọi là giãn cách này, thì có thể chúng ta ngồi đấy, chúng ta gì ạ, có thể sử dụng chiến lược đó là đào tạo cho nhân viên chúng ta, đào tạo cho cái đội ngũ bán hàng chúng ta tốt lên. Chúng ta có thể không bán hàng online được, nhưng phải đào tạo cho họ một gì ạ, họ giỏi lên, để chúng ta có thể sau khi hết dịch thì họ đã có gì ạ, cầm mic hay là có thể marketing một cách gì ạ, đi vào công việc này. Lúc đấy có thể là rõ ràng bây giờ doanh thu chúng ta chỉ được 10 tỷ một tháng thôi, nhưng ra Tết, hết Tết cái là chúng ta có thể được 20 tỷ, 30 tỷ ngay. Thì đây chiến lược mà Dũng nghĩ rằng là cũng rất là ok. Và một chiến lược nữa, chúng ta có thể thay đổi sản phẩm nữa. Sản phẩm chúng ta không bán được, sản phẩm không phải là sản phẩm lớn. Bây giờ từ sản phẩm mà bán số lượng lớn, nếu không có số lượng lớn nữa, thì chúng ta đứng chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Tức là chúng ta mượn cái sản phẩm nào đó mà trong bệnh dịch bệnh này chúng ta vẫn bán được. Chúng ta gì ạ? Marketing gọi là affiliate. Đấy là chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Ok ạ. Thì rất, trong cái này chúng ta có thể một vài chiến lược để bạn tham khảo. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thật ra là cũng bán được hàng nhưng không giao được hàng. Về cái các ý kiến của thầy chia sẻ, cái chiến lược thầy chia sẻ thì tụi em đang làm được hai cái thôi à. Cái đào tạo nhân viên á với cái video, thật ra là bán được hàng này bán còn nhiều hơn so với cái lúc ấy nữa. Nhưng mà qua cái câu trả lời của thầy là em thấy thỏa đáng để tập trung vào một số cái chiến lược đó, để mà sau khi hết dịch này đó mình sẽ mở rộng được thị trường thêm qua các cái thị trường số. Em cảm ơn thầy Dũng, cảm ơn ban tổ chức ạ. Ừ, xin cảm ơn anh Tạo ạ. Dạ. À, và tiếp theo em xin mời cánh tay giơ lên của chủ tịch tràn đầy năng lượng của chúng ta, xin mời chủ tịch Hòa bật mic ạ. À, dạ vâng, xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Dũng. Hôm nay đã có cái bài chia sẻ rất là tâm huyết bằng những cái trải nghiệm của anh để mang lại những cái giá trị cho các doanh nghiệp mà ở đây tôi nhìn thấy là đa phần là các doanh nghiệp mà SME. Thế thì như này, theo quan điểm của tôi thì là tôi đang hiểu là chiến lược, tức ở đây nhé, mọi người nó hay bị tức là bị lẫn lộn giữa cái gọi là cái chiến lược và kế hoạch. Thì 10 cái chiến lược của anh đưa ra thì nó rất là hay. Thì theo tôi đang hiểu là chiến lược thì nó mang cái tầm nó lớn hơn, tức là nó phải khoảng từ 2 năm trở lên ta sẽ định nghĩa là chiến lược. Còn những cái mà nó thuộc trong phạm vi ví dụ như là 1 năm đổ lại thì nó sẽ gọi là chiến thuật hoặc là kế hoạch ngắn hạn. Thế thì anh nhờ chuyên gia Quang Dũng giải đáp giúp các doanh nghiệp là xem là cái sự khác biệt giữa cái chiến lược và kế hoạch ý, và có nên các doanh nghiệp là có nên áp dụng các cái kế hoạch này vào để mình kết hợp với các cái chiến lược của anh để triển khai hay không? Ok, xin cảm ơn chủ tịch. Thực ra câu hỏi nó rất thú vị. Có lẽ là đáng nghĩa là đầu cái buổi hôm nay là Dũng sẽ nói một cái chiến lược là gì ạ? Tức là có một cái định nghĩa chiến lược là gì? Nhưng có thể lúc đó có thể là do xúc động quá nên trong cái module là có hết rồi. Thì thực ra chiến lược thì nó đầu tiên một cái chiến lược á, bất cứ chiến lược gì nó phải có đáp ứng được cái 5 tiêu chí. Thứ nhất là tổng thể, nó phải tổng thể, nó bao trùm tổng thể. Đấy. Cái thứ hai nó phải là lâu dài. Tổng thể nhưng nó không phải là ngày một ngày hai, nó phải lâu dài. Và thứ ba nó phải có mục tiêu. Tức là nó là cái mục tiêu nó nằm trong đấy rồi, nó phải có mục tiêu, chiến lược nó phải có mục tiêu. Đấy. Và thứ tư nó phải phối hợp được, tức là nó phải là chúng ta thấy là 10 chiến lược đấy nó phải phối hợp với nhau, nó không thể riêng rẽ được, nó phải phối hợp với nhau. Và cái cuối cùng của trong các chiến lược đó là gì ạ? Nó phải hiệu quả. Chiến lược không có hiệu quả thì chúng ta bỏ đi ạ. Thế thì ở đây chúng ta thấy là một chiến lược nó phải đáp ứng được 5 cái tiêu chí, đó là tổng thể là một này, nó không phải là gì ạ? Nó không phải một, không thể hai mà nó phải nhiều cái kết hợp với nhau để tạo ra. Cái thứ hai là nó không thể ngắn được, không phải 1-2 ngày được, mà lâu dài. Tại vì thực ra doanh nghiệp chúng ta tại sao hôm nay chúng ta áp dụng ngày mai cũng áp dụng được, mà nó phải là mang tính chất là lâu dài để nó tạo ra kết quả. Thứ ba là nó phải nhưng lâu dài mà không có mục tiêu thì có thể là chúng ta sẽ không áp dụng nữa. Nên cái quan trọng nó phải có đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Tại vì mục tiêu chúng ta là chính thì chiến lược nó phải tạo ra mục tiêu tài chính. Và tiếp theo là những chiến lược mà nó gì ạ? Nó lại chiến lược này nó lại xung đột với chiến lược kia thì rõ ràng là chúng ta vừa phải bán được sản phẩm
giá trị cao, tại vừa phải bán được giá chậm là số lượng lớn, tại vì tất cả giá trị cao số lượng lớn nó đều tạo ra gì, cái cuối cùng vẫn phải tạo ra gì ạ, tiền. Bây giờ chúng ta bán mỗi một cái sản phẩm, chúng ta mỗi một sản phẩm mà lãi có một gì ạ, 100.000, thì bao giờ cái mấu chốt là bao giờ chúng ta có 1 triệu đô. Không biết là chúng ta nghĩ nào, nhưng Dũng nghĩ rằng là anh chị em phải nghĩ ra là 1 năm chúng ta 1 triệu đô hay là 2 năm, và sản phẩm gì để chúng ta 1 triệu đô. Nếu mà cái sản phẩm mà chúng ta bán nó không mang lại 1 triệu đô, thôi chuyển sang sản phẩm khác. Đấy là góc độ cái tư duy trong cái bài hôm nay của Dũng. Và tiếp theo là phải phối hợp nhé, các chiến lược phải phối hợp nhau để gì ạ, vừa áp dụng chiến lược gì ạ, vừa đóng gói, vừa áp dụng về tập trung, hay là chúng ta gọi là ở Vingroup người ta gọi là hệ sinh thái ấy. Chúng ta tất cả mọi thứ này đều có thể sử dụng nhau được, nó trả liên, nó rất là luôn liên kết với nhau. Và tất cả cái chiến lược này chúng ta áp dụng hết, bởi vì nó đều mang lại hiệu quả chúng ta. Và cái này là đây, trong cái chiến lược, trong cái MVP sơ lược, tức là bản đồ chiến lược này, là tác giả có yêu cầu là áp dụng hết, và Dũng đang thì đang thực hành áp dụng hết. Có thể trong một lúc nào đó chúng ta làm một việc thôi, nhưng khi mà chúng ta áp dụng hết, Dũng tin chắc rằng là tất cả anh chị em đang ngồi đây kiểu gì cũng tạo ra một doanh nghiệp rất là thành công. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. À, dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và tiếp theo em xin mời chị Linh ạ. Lúc này em có thấy chị đang giơ tay đúng không ạ? Xin mời chị Linh, số điện thoại 0937674 này đây ạ. Em mời chị bật mic lên đặt câu hỏi với chị, với chuyên gia chúng ta, với thầy Quang Dũng ạ. Chị có nghe được em? Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Em chào thầy Dũng, chào tất cả. Em cũng không biết mọi người có nghe em nói không ạ? Mọi người nghe chị rõ thì ạ, chị có tiếp tục thế ạ? Dạ. Dạ vâng ạ. Em cũng có một câu hỏi nho nhỏ là cái chỗ về bên chứng khoán ấy, thì cái câu mà thầy nói về cái đứng trên vai người khổng lồ ấy, thì theo em hiểu là có nghĩa là ngoài cái công ty vững mạnh rồi, tất cả mọi thứ đều tốt, đều có sản phẩm mới, đều có ban lãnh đạo tốt, tất cả mọi thứ hoạt động đều tốt, thế nhưng mà mình phải lựa chọn vào cái thời điểm, ví dụ như là gọi là kênh trên, nhưng mà với người khổng lồ theo em hiểu là có nghĩa là mình phải đi theo dòng tiền đúng không thầy? Có nghĩa là mình phải đi theo, mình phải vào đúng thời điểm, vào cái lúc mà dòng tiền lớn đánh vào, đấy gọi là đi theo người khổng lồ, hay là em hiểu sai? Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Tức là như này nha, chiến lược đứng trên vai người khổng lồ, nếu mà về trong đầu tư chứng khoán, hoặc là nếu trong doanh nghiệp, sau đây mình bóc tách ra cái này để bạn hiểu đơn giản này. Tức là trong doanh nghiệp, giả sử như bạn Thảo là bạn về máy xông hơi, thì có thể bạn không sản xuất được máy xông hơi, bạn không sản xuất được người khổng lồ, nên bạn tìm một cái hãng mà sản xuất cái máy xông hơi tốt nhất, tốt nhất và thậm chí là giá cạnh tranh nhất, để bạn gì ạ, có thể sử dụng cái sản phẩm đấy và dùng marketing của mình để bán, thì gọi là đứng trên vai người khổng lồ. Ở trong đầu tư chứng khoán thì giả sử như là với Dũng thì Dũng sẽ gì ạ, đi tìm những chuyên gia giỏi nhất trên thế giới, học các chiến lược của họ, tức là mình học cái chiến lược của họ, tức là mình mô phỏng chiến lược của họ, tức là mình tại sao mình đã đi học những cái người mà không có kết quả, mình sẽ đi tìm những người giỏi nhất để mình gì ạ, mình mô phỏng họ, mình bắt chước họ, cái gì mình sau khi bắt chước thì nó sẽ gì ạ, cái gì tạo ra cái gì, tức là khi mình bắt chước, mình mô phỏng họ thì có thể nó có kết quả, có thể không, nhưng quan trọng là em cảm ơn thầy ạ, cảm ơn mọi người ạ. Ok, dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Linh, cảm ơn chuyên gia thầy Quang Dũng rất là nhiều. Và tiếp tục em, tại vì hiện tại là chúng ta đang rất là đông, với hơn 300 thành viên đang có trong cái hội trường Zoom hôm nay, thì mong các anh chị bây có thể em Thảo bỏ sót qua, anh chị nào muốn đặt câu hỏi xin mời các anh chị bật mic lên luôn ạ. Bật mic lên luôn để được hỏi thầy, và thời lượng chúng ta còn rất là có hạn để được đặt câu hỏi, nên các anh chị nào muốn bật mic. Và em thấy cũng có những câu hỏi của các anh chị gửi cho ban tổ chức, nhưng mà ban tổ chức không thể đặt lại với thầy được, nên mời các anh chị đặt trực tiếp ạ. Anh Diễn đúng không ạ?
Anh Diện có câu hỏi đúng không ạ? Anh Diện có câu hỏi, xin mời anh bật mic ạ. Dạ vâng ạ. À, so sorry, sorry không phải ạ. Dạ. Trong này em thấy lượng xin phép MC là thực ra là mình đã quá mất 5 phút theo thời hạn của chương trình rồi đấy ạ. Nếu mà MC chuyển sang cái phần bốc thăm trúng thưởng các bạn. Dạ vâng, tại em cũng muốn dành một cơ hội may mắn cho người cuối cùng đó ạ. Và em thấy cũng đang có một cánh tay giơ lên, nhưng mà nếu như thời lượng, thực sự là thời lượng chương trình cũng đã hết thời lượng chương trình cho phép rồi, mong các anh chị có những câu hỏi thì hãy ghi lại ô chat hoặc là liên hệ, ghi vào điền thông tin các anh chị quét mã QR code, và sau khi các anh chị điền vào đó, các anh chị ghi rõ là muốn kết nối với ai hay là có những câu hỏi muốn kết nối với thầy, thì các anh chị hãy liên hệ trong đó để chúng tôi kết nối với các anh chị ha. Và bây giờ tạm thời là xin chúng ta cho một tràng pháo bông một lần nữa để cảm ơn một chuyên gia, một người anh rất là tận tình chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức, không những kiến thức hay mà anh còn rất là nhiệt huyết và tâm huyết rất để chia sẻ cho chúng ta từng chút một của những câu hỏi, của những kiến thức mà anh đang có ạ. À, các cánh tay của anh chị đâu rồi? Các anh chị giơ lên nào. Xin cảm ơn anh rất nhiều ha. Và bây giờ rất là hồi hộp, sau khi chúng ta đã học được kiến thức xong rồi, bây giờ chúng ta hồi hộp ai sẽ là người may mắn được đồng hành trong khóa học của thầy tiếp theo, mà quà tặng của thầy đây. Xin mời anh Huy ạ. Em xin mời anh Huy ạ. Xin chào các chị. Đây là giờ phút chắc là được mọi người chờ đợi nhất đúng không ạ? Ai hôm nay mà muốn được quà tặng giúp giá trị của thầy Dũng thì các anh chị hãy gõ cho tôi số 6 vào đây ạ. Có thể gõ số 6 vào chat, tôi sẽ xem hình cho quay luôn ạ. À, vâng, rất nhiều anh chị muốn có quà tặng ngày này đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu quay, hiện giờ là có 5 phần quà. Đó là phần quà, đây là tôi nhát thôi nhá. Chị Lê Thu Trang là chưa được, nhát thôi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi quay chính thức ạ. Vâng, xin chúc mừng anh Phan Hữu Khôi. Số điện thoại là 0970734839. Không biết anh Khôi còn đây không ạ? Anh Khôi còn đây, anh Khôi có thể bật mic em không ạ? Chúng tôi chỉ dành quà cho những ai còn ở đây ạ. Anh Khôi còn đây không ạ? Anh Khôi bật mic lên ạ. Nếu anh Khôi không còn ở đây thì là phần quà này sẽ chuyển cho người tiếp theo đấy ạ. Anh Khôi còn đây không? Chúng ta đếm ngược nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, xin mời anh Huy dành phần quà tiếp theo cho người tiếp theo dùm em ạ. Quay tiếp ạ. Ok, tôi quay tiếp. Ôi, đừng nói là được, em Thảo được nha. Đúng rồi, tiếp theo xin mời anh Vũ Văn Ngọc, số điện thoại đuôi 939 ạ. Anh Vũ Văn Ngọc còn đây không ạ? Em xin mời anh Vũ Văn Ngọc mà bật mic lên ạ. Anh Ngọc còn đây không ạ? Chúng ta đếm ngược nha. Còn. Ok, ok, chúc mừng anh Ngọc ạ. Xin chúc mừng anh Ngọc ạ. Một phần quà đến anh và bên ban tổ chức sẽ liên lạc đến anh và gửi cái phần quà này để anh được khóa học này của thầy Dũng ha. Và xin mời anh Huy tiếp theo ạ. Lưu vào đây để cho nó đỡ quên. Dạ vâng, tiếp theo. Dạ vâng, tiếp theo xin mời anh Phạm Huy Cường, số điện thoại là đuôi 539. Alo, cổ ơi. Vâng, xin chúc mừng anh. Xin chúc mừng anh ạ. Xin chúc mừng anh. Anh chút xíu anh vui lòng đọc lại cho em số điện thoại luôn để em ghi lại ha. Tí mình sẽ gửi lại cho. Ok, cảm ơn ạ. Rồi. Xin mời tiếp theo bạn, xin mời anh Huy tiếp theo ha. À, có mời những người tí nữa mình sẽ mời những người trúng thưởng sẽ lên Và được nhận quà trực tiếp trao từ thầy ạ. Dạ, cái này anh tiếp tục ạ. Dạ.
Sao chưa thấy tên em hỏi nhỉ? Phạm Văn Trường, số điện thoại đuôi là 827. À, xin chúc mừng anh Trường ạ. Anh Trường có đấy không ạ? Anh Trường có đấy không? Xin mời anh Trường bật mic lên ạ. Anh... À, không đây phải chơi ở chắc là anh Xuân Trường ạ. À. Em thấy rồi, em đã coi rồi, anh Xuân Trường ạ. À. Chúng ta đếm ngược nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, à, cơ hội này thật là may mắn dành cho người may mắn tiếp theo ạ. À. Xin mời anh Huy ạ. À. Wow. Tiếp theo là Nguyễn Tiến Thành, đuôi 269. Anh chị thấy hôm nay ai có số điện thoại đuôi 9 thì có vẻ khá lộc lá đấy. Dạ. Dạ vâng. Anh Thành có đó không ạ? Em có ạ. À, ok, chúc mừng anh Thành nhiều nha. Chúc mừng anh ạ. Dạ vâng. Các anh chị nha, bây giờ chúng ta có trong danh sách nhận quà thì các anh chị nhớ là lưu lại nha. Để chút xíu rồi chúng ta được lên chính thức nhận quà từ thầy thì mới được chính thức là món quà được trao tặng đó nha các anh chị. Dạ, mời anh Huy tiếp theo ạ. Anh Tiến Thành cười rất tươi. Sướng quá. Tiếp theo xin mời chị Nguyễn Thị Lan Hương, số điện thoại đuôi 197. À, hồi nãy giờ em cũng hồi hộp, em trong mãi sao không thấy nữ mà toàn là các anh nam chúng thôi. Bây giờ có nữ rồi nè, xin mời chị ạ. À. Chị Lan Hương đuôi 197 có không ạ? Rồi chúng ta lại đếm ngược rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Chứng tỏ là tất cả các anh chị còn lại trong cái này là các anh chị may mắn hơn đúng không ạ? Ok, xin mời anh Huy ạ. Tất cả những anh chị còn lại là những anh chị học tập đến giây phút cuối cùng. Và đấy là một trong những cái tốt chất của người thành công. Chúc mừng các anh chị. Vâng, anh Nguyễn Huy Hoàng, điện thoại đuôi 596. Anh Hoàng đuôi 596 qua đây không ạ? Chị Thảo có khi muộn giờ rồi nên có khi chúng ta lại đứng ngược ạ. Dạ vâng ạ. Alo, có em cũng đang định nói cho người hẹn rồi. Em bật mic, dạ. Em bật mic, quen không bật mic. Dạ vâng, dạ vâng, chúc mừng okay. Anh ạ. Vậy là được 4 giờ rồi ạ. Dạ vâng, và bây giờ nha, còn một cơ hội cuối cùng. Ai trong chúng ta nghĩ chúng ta là người may mắn ạ? Chứ còn em Thảo đang nghĩ mình sẽ là người may mắn cuối cùng. Anh Huy nhớ quay vào chỗ em nha. Đừng có quay vào anh Huy nha. Xin mời anh Huy tiếp theo ạ. Dạ. Xin chúc mừng anh Toản. Nhưng anh Toản không có số không có điện thoại. Cái này là không tính được. Dạ, theo như trong cái form mã QR code đã để rõ là phải đầy đủ thông tin ha. Và xin mời anh Huy tiếp theo ạ. Mời anh Minh Đạt đuôi 374. À, cho em hỏi anh Đạt có đây không ạ? Mời anh Đạt bật mic lên ạ. Rồi em đếm ngược ha. 5, 4, 3, 2, 1. À, xin mời anh Huy dành cơ hội may mắn này cho người cuối cùng tiếp theo ạ. À Thu. Ôi giời, quà Vũ Thanh Tuấn đuôi 789, số rất đẹp đấy ạ. Dạ. Anh Tuấn có đây không ạ? Có. Vâng, anh Tuấn có đuôi rất đẹp. Chào cả nhà. Alo. Vâng, xin chúc mừng anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều, chúc mừng anh. Và bây giờ, đầu tiên trước khi mà trao quà, em xin mời anh Huy giúp em, ban tổ chức giúp em để hiện diện năm người may mắn này giúp em lên sân khấu ạ. Sau đó năm anh chị này giúp em hãy cho năm lời chia sẻ về cái buổi học hôm nay, năm lời chia sẻ tích cực nhất mà chúng ta đã nhận được giá trị từ thầy ạ. Vâng, đầu tiên xin mời anh Vũ Văn Ngọc đuôi 939 ạ. Dạ vâng, xin mời anh Ngọc bật mic lên giúp em ạ. Dạ. Em xin chào thầy, xin chào toàn thể anh chị em thân dâm.
Hôm nay cũng là rất là may mắn thì cũng được có dịp là vào đây học hỏi cùng anh chị em. Thì em cũng là học trò của thầy Dũng, thì cũng được chia sẻ, thầy chia sẻ để vào đây để thứ nhất là học hỏi, thứ hai là để mình ủng hộ thầy trong tất cả những cái dịp có điều kiện mà thầy đi ở bất kỳ ở cái lĩnh vực nào thì mình cũng luôn luôn ủng hộ thầy và đồng hành với thầy. Thay mặt đầu tiên là cảm ơn chương trình, những cảm ơn thầy, biết ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Thì qua cái buổi học hôm nay thì thầy chia sẻ có 19 lượt thì em cũng nhận được rất là nhiều. Dạ, cảm ơn tất cả. Anh có thể chia sẻ anh ấn tượng nhất cái chiến lược nào không anh? Chiến lược đứng trên vai người khổng lồ là em đang đứng trên vai của thầy Dũng. Dạ, em cảm ơn biết ơn thầy. Dạ. Vâng, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì thầy Dũng sẽ tí thầy Dũng sẽ trao phần quà cho anh. Tiếp theo xin mời anh Phạm Huy Cường, điện thoại là đuôi 539. Vâng ạ. Vâng, em chào các anh chị ạ. Với chào ban tổ chức, chào thầy. Thì qua buổi chia sẻ của thầy thì em thấy là rất hữu ích. Thứ nhất là cho lĩnh vực đầu tư chứng khoán hay là về vấn đề kinh doanh. Thì em không biết nói gì hơn, thì em xin cảm ơn thầy với cảm ơn chương trình. Vâng, em xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, anh Huy giúp em mời người tiếp theo ạ. Chúng ta lưu ý là những ai mà chỉ bật video thì chúng tôi mới mời lên spotlight này thôi nhé. Vâng, tiếp theo xin mời anh Nguyễn Thiên Thành, đuôi 269. Anh đang cười rất tươi đấy. Rất là tươi. Em chào thầy, chào mọi người ạ. Em là học viên lớp khóa K55 của thầy ạ. Hôm nay được may mắn được giao lưu mọi người ở đây rất là vui. Thầy chia sẻ rất nhiều kiến thức có ích ạ. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người. Xin hết ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, anh Huy xin mời anh chị tiếp theo ạ. Vâng, tiếp theo xin mời anh Nguyễn Huy Hoàng, điện thoại đuôi 596 ạ. Alo ạ. Mọi người nghe rõ không ạ? Vâng, chào thầy, em chào mọi người trong nhóm ạ. Chào mọi người trong nhóm. Em thì em là học sinh khóa 5K57 của thầy mới. Em thì năm nay 25 tuổi thôi, rất là trẻ. Em thì chưa kinh doanh nhưng mà mới đầu tư chứng khoán được nửa năm nay, thì em thật cảm thấy tâm đắc nhất buổi hôm nay là về chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Thì hiện tại em cảm thấy em rất may mắn vì đã có hai người thầy là thầy Quang Dũng DVD và thầy Phạm Thành Long. Em rất cảm ơn mọi người, cảm ơn thầy, rất biết ơn thầy và chương trình ạ. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn thầy. Anh Huy mời anh chị cuối cùng đi ạ. Vâng, tiếp theo xin mời anh Vũ Thanh Tuấn, số điện thoại Tiến, số Tiến là đuôi 789 ạ. Vâng, xin chào chương trình, chào cô MC xinh đẹp và xin chào thầy Quang Dũng. Tôi là học viên K56 của thầy. Thì hôm nay tôi rất là được thầy chia sẻ vào nhóm. Thì là trong cái chiến lược thầy chia sẻ trong 19 lượt thì tôi rất là tâm đắc là cái đứng trên vai người khổng lồ. Thì cái tôi được thầy dạy rất là nhiều về cái kiến thức về đầu tư chứng khoán, mặc dù là học viên mới thôi, nhưng mà tôi cũng áp dụng được một phần. Và trong cái đợt vừa rồi thì là cái tài khoản của tôi thì nó cũng tăng lên được từ 60% trở lên. Đấy, thì tôi rất cảm ơn thầy và chương trình. Tôi xin hết. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Các anh chị có thấy đặc biệt không ạ? Trong 5 người may mắn vừa rồi đều là học viên của thầy Dũng ạ. Thật là tuyệt vời, bởi vì khi mà là được đồng hành thì không những có những kiến thức mà còn có nhận được rất là nhiều sự may mắn trong cuộc sống khi mà đồng hành với thầy, đúng không ạ? Trong khán phòng của chúng ta lúc nãy em thấy là trên 350 người tham gia.
và trong đó có gần 100 anh chị cộng đồng doanh nhân BNI và còn lại là học viên của thầy và các anh chị đến từ cộng đồng khác. Thì cái buổi chia sẻ đã khép lại rất là nhiều kiến thức hay và nhận được nhiều giá trị. Thì một lần nữa em xin mời anh Dũng để phát biểu là trao cái phần quà này cho năm anh chị và dạ mời anh ạ. Dạ. Trước tiên xin cảm ơn tất cả anh chị em, đặc biệt là anh chị em vẫn đang có mặt ngồi đây đến giây phút cuối cùng tuyệt vời này. Có một cái câu hỏi mà hôm nay Dũng cũng đã mong chờ suốt cho cái buổi tối hôm nay, đó là gì ạ? Vậy với cái chiến lược mà chúng ta đang học này thì áp dụng vào trong đầu tư chứng khoán nó như nào? Liệu cái chiến lược này mà chúng ta đưa vào đầu tư chứng khoán có được hay không và các bước đó áp dụng là sao? Thì cái câu hỏi này là câu hỏi đầu ngõ để Dũng sẽ có thể chia sẻ với chúng ta vào dịp khác. Đấy là câu hỏi mà Dũng đợi mãi mà không thấy ai có hỏi. Không biết bao nhiêu chị em hôm nay nếu Dũng đã nói với câu hỏi này thì chúng ta bây giờ mới ồ ra là đáng nhẽ chúng ta phải hỏi câu hỏi này. Tại vì trong kinh doanh đầu tư, trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bất động sản hay là kinh doanh, nó đều giống nhau hết ạ, nó không có gì khác nhau cả. Quan trọng là chúng ta áp dụng như nào cho nó hợp lý đấy ạ. Cũng thực sự là không biết nói điều gì hơn, chỉ biết là xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có một cái buổi đã ngồi mình ở đây để Dũng được chia sẻ, để Dũng được đồng hành cũng như là được thấu hiểu tất cả chúng ta, và đặc biệt là các anh chị em BNI, những người bạn trong chapter giver. Thì nếu anh chị em nào học viên cũng như là anh chị em nào đặc biệt là chúng ta gọi là làm chủ doanh nghiệp á, thì muốn đồng hành với Dũng thêm ở bên cái BNI thì có thể đăng ký ở phần bên dưới. Tại vì thường hàng ngày thì BNI Dũng hoạt động vào sáng thứ năm 6 giờ hoạt động rồi, tức là 6 giờ bắt đầu ở bên là họp rồi ạ, họp rồi thì thường sau 6 giờ đó thì chúng ta có một khoảng thời gian để chúng ta kết nối với nhau. Sau khoảng 9 giờ là chúng ta vẫn có thể về giao dịch, chúng ta có thể làm việc trong công việc chúng ta. Và trong quá trình mà chúng ta gọi là họp trong cái toàn bộ cái câu lạc bộ hơn 100 chủ doanh nghiệp như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể hiểu được, chúng ta một là chúng ta hiểu được những cái chủ doanh nghiệp họ có rất nhiều kiến thức để chia sẻ cho chúng ta, để chúng ta giúp cho doanh nghiệp chúng ta phát triển tốt hơn. Cái điều thứ hai nữa là cái điều mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta có một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta cũng cần phải cần phải được marketing, thì chính những người bạn chúng ta có thể giúp chúng ta marketing được cho sản phẩm chúng ta được nhiều hơn, tức là được rộng hơn với các đối tác. Nên chính vì vậy đây chính là những người mà có thể marketing mà chúng ta gọi là miễn phí. Nên anh chị em nào mà có doanh nghiệp nhá, có doanh nghiệp hoặc là có thể là chủ doanh nghiệp hoặc là trưởng phòng, một trong những trưởng phòng, tức là phải có đưa ra được những quyết định. Tại vì cái này do chúng ta cần phải có những người phải đưa ra những quyết định thì có thể đồng hành cùng chapter giver của Vĩ Dũng ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Dũng và em Thảo xin thay mặt ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị đã tham dự cái buổi tối ngày hôm nay. Và em Thảo cũng xin chia sẻ với các anh chị tất cả trong nền tảng mà chúng ta đang sinh hoạt có hôm nay là đến từ BNI và đặc biệt là từ tổ chức của ban tổ chức của Giver Chapter, nhằm tạo ra một môi trường gắn kết chia sẻ, học hỏi thêm kiến thức kinh doanh lẫn nhau. Và đặc biệt cái buổi để mà hiện thực hóa được những cái cơ hội kinh doanh thì mời các anh chị hãy ghé tham dự cái buổi họp kết nối kinh doanh hàng tuần của Giver Chapter vào sáng thứ năm hàng tuần, sáng thứ năm 6:30 hàng tuần. Mà để tham gia được các điều kiện thì các anh chị hãy điền form đăng ký một lần cuối nữa bây giờ để các anh chị được mời làm khách mời và được tham gia kết nối với tất cả những cái anh chị doanh nhân khác trong Giver Chapter. Và ngoài kiến thức của anh Dũng ra và được chuyển đổi như thế nào và cùng song hành với nhau được bao lâu để trao được cơ hội với nhau thì chúng ta phải còn đồng hành với nhau dài. Một lần nữa em Thảo xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tham dự buổi tối hôm nay. Chúc các anh chị rất là thành công trong cuộc sống và phát triển rực rỡ trong kinh doanh ha. Và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và cà phê của Giver hẹn gặp lại các anh chị vào tối thứ nhật tuần sau. Xin chúc anh chị ngủ ngon ạ. Em Thảo xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn thầy Dũng nha. Xin cảm ơn tất cả các chị ạ. Cả nhà nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Xin chào anh chị em nhé. Xin chào anh Dũng, xin chào mọi người. Chào cả nhà, chào anh chị ạ. Chào cả nhà nhé. Này rất là năng lượng anh Dũng ạ. Cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn em.
Thôi bây giờ là chương trình mở, anh em hoàn toàn là có thể, nếu ai bận thì có thể để ao, còn nếu mà ai mà rảnh thì ta lại ở lại tự uống cà phê tiếp nhỉ. Cà phê chủ tịch ơi. Em xin phép được cà phê tiếp ạ. Bây giờ mà cà phê em Thảo này dẫn chương trình hay quá. Ô thiệt hả anh? Em cảm ơn anh nhé. Thiệt luôn. Hôm nay em bây giờ mà cà phê thì sẽ không ngủ được. Mà không ngủ được thì lại thức để uống cà phê đúng không? Vậy thì thôi tính cái giám đốc Hiếu ơi. Vui như này uống mà vẫn ngủ mà. Đấy. Có loại cà phê uống xong vẫn ngủ say mà. Đó, cà đó là bữa nào có thể là khi giờ chia sẻ cho những có thợ ở đây là không phát biểu liều được đúng không? Hà cà phê đi. Hôm nay anh Dũng rất là tuyệt vời. Rất là năng lượng. Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng ơi, hôm nay có một cái cảnh báo dành cho anh. Đấy là cần 100 người đăng ký buổi chương trình tuần giao lưu. Thế thì vỡ Zoom. Vỡ nào được, nghìn người cơ mà. Mà đấy. Chị Hà còn làm trưởng ban khách mời thì quý anh chị còn yên tâm trong việc care khách mời, các anh chị không có sợ vỡ Zoom nhá. Tìm lại cái vòng quay may mắn này siêu thế, hay thế. Các anh này may quá nhỉ, chúc mừng anh Thanh Tuấn, anh Huy Hoàng nhá, đến từ năm tuần này các anh. Cả lúc nãy quay à? Kẻ quay sớm này đi đánh con lô, hôm nay toàn công 19 về phang hết cả 19. Đây có gì nhất không, 17 được không? Cái quay trúng thưởng đấy hay quá. Cô Nga đúng rồi. Trời ơi, lúc nãy em đang nói mà cứ nó lên thôi à, em bịt mic không kịp luôn á, cứ nó đòi này đòi kia, nó đòi trèo lên. Anh cứ đi xoay mic của ai lấy tiếng ổn hóa ra mic của Thảo. Chuyên gia Quang Dung này. Chuyên gia Quang Dung này. Sắp tới chương trình hay quá, sắp tới anh này làm thêm một cái module này nữa đi, một cái module về lĩnh vực chứng khoán nữa đi. Được còn nhiều chứng khoán có thể làm lắm. Về lĩnh vực mà để cho các bao gồm khách mời cả các thành viên của Giver nữa thì đây lại là một cái phao cứu sinh, bởi vì anh em là cái đoạn này nó cũng là cái đoạn khó ấy. Anh em mà đang cứ nín thở chờ thời mà để nín thở lâu quá thì khả năng là nó cũng nín thở. Thật ra là anh xem là một cái tạo ra một cái nghề tay trái xong lại kiếm tiền tay phải đấy. Làm nào để cho anh em thêm nguồn thu nhập. Nghĩa là thêm một cái chiến lược nữa đúng không? Đúng rồi, thêm một cái chiến lược mà chia 10 chiến lược này. Sau đó thì chia sẻ, tức là vẫn là cái chiến lược này nhưng đưa vào cái cụ thể áp dụng cho cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán như thế nào. Tức là thay vì chúng ta đang nói nó vẫn là bao trùm thì chúng ta đưa vào cụ thể. Giả sử bây giờ chúng ta giả sử đầu tư 5 tỷ thì cái chiến lược, cái chúng ta gọi là cái bản đồ chiến lược để chúng ta đầu tư được 5 tỷ trong một năm bao nhiêu chẳng hạn, thế thì chúng ta nên sử dụng chiến lược như nào, cách thức chúng ta làm ra sao. Thì chúng ta áp dụng đây, thay vì chúng ta gọi là hôm nay chúng ta đang gọi là một cái kiểu tổng thể, thì thay vì chúng ta đưa vào có từng bước như nào, sử như nếu chúng ta bước đầu tiên là đào tạo hay là chúng ta học thì chúng ta học như nào cho nó ok. Tức là ép không, ép cái người chưa biết gì thì chúng ta nên học như nào chẳng thế. Giả sử hôm nay có một cái thú vị rất là gì ạ, nếu mọi người hôm trước thì cách đây khoảng vài hôm thì nhiều anh chị em thấy là một cái cổ phiếu DG người ta thấy rất là cần phải bắt đáy, cần phải mua, cần phải tuyệt vời. Nhưng có một cái công ty gần như công ty con của DG, hôm trước họ bán ra 30 triệu và hôm nay công ty lại cho họ mua một cái lượng cổ phiếu rất lớn, ra 20 triệu, gọi là cổ đông chiến lược. Tức là rõ ràng họ chỉ mất một thời gian rất ngắn, họ 34 triệu cổ phiếu mà chúng ta cứ nhân lên 10 giá là không biết bao tiền nhỉ? Đấy, 34 triệu cổ phiếu, 10 giá. Ồ. 10 đây, giá là hơn 300 tỷ đấy. 340 tỷ à? Kéo nhỉ? Có khoảng như thế. Đúng rồi. Trong đúng khi rồi. Đó thì bà con chúng ta không biết thì cứ tranh nhau mua, cứ tranh nhau bán, trong hô hào xem bảo là ông A, ông B khuyến nghị mua ông C. Thích rồi. Nhưng vì chúng ta không biết chiến lược thực tế bên trong nó như nào, nhưng chúng ta cứ gì ạ. Đấy, thế thì ở đây chúng ta là rõ ràng một cái tổ chức họ lớn, họ đã bán một số lượng rất là lớn rồi.
họ thoát ra hết rồi, và hôm vừa rồi họ lại được mua giá, tức là họ đã mua một cái lượng cổ phiếu rất là lớn là 20, thế họ chẳng mất gì cả, số lượng họ vẫn nắm giữ như vậy, trong khi đó họ đã có một khoản lợi nhuận hơn cha 340 tỷ. Vậy nếu anh em chúng ta có cái đầu kiểu dạng như vậy thì chúng ta đầu tư chứng khoán nó dễ không? Thế chúng ta hiểu được cái chiến lược họ làm như nào, chúng ta phải hiểu được chiến lược. Chẳng hạn như là trong đoạn này thì tiền nó vào nhiều nên cứ mua cổ phiếu penny là thắng cái đoạn chưa đấy, tại vì tiền người ta đang mua cổ phiếu lớn, người ta thừa tiền thì người ta cứ không, các cổ phiếu nhỏ nó không có quy luật gì cả, nó cứ tăng cứ tăng, nên mọi người thấy là giỏi, bởi vì mua là thắng, mua là thắng. Nhưng một cái nhà đầu tư thành công thì người ta sẽ không làm điều đó, bởi vì nó rủi ro với họ, tại vì họ không kiểm soát được, họ không kiểm soát được, giống như vừa rồi Lan cánh điệp ấy, chúng ta cứ nhảy vào chúng ta mua Lan, bởi vì nghĩ rằng là mua xong thời gian nữa là chúng ta sẽ có tiền. Nhưng sau một thời gian mà đến bây giờ không biết là cái Lan có bán được không, tại vì nó đóng băng cái là chúng ta không bán được, không bán được thì nó trở thành gì ạ, trở thành rác. Hay là quê nhà Dũng thì ngày trước có cái cây không biết là nhà mình có ai có biết là cây si ấy. Đấy, nhiều người mua đến 30-40 triệu nhưng bây giờ chặt thành củi hết rồi, cho củi 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 sạch rồi. Thế thì cách đây một vài năm thì nhà nhà mua mua thậm chí là gì ạ, để trong nhà người ta còn gì ạ, người ta còn mang cả buổi đêm ấy, người ta còn mang cả máy xúc máy ủi đấy để người ta ăn cắp rồi. Thì đến bây giờ thì mà nó ăn cắp được thì hay quá. Thế thì nếu chúng ta thiếu chiến lược mà chúng ta không hiểu, hay là rõ ràng là nếu mà đang Covid mà chúng ta vẫn cứ đi sản xuất, đi kinh doanh, đi cứ đi nhập hàng về thì chắc chắn là chết rồi. Nhưng thay vì đó chúng ta cần phải là dừng cái đó lại, hoặc là chúng ta phải đổi ra chiến lược khác. Nhưng còn nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo chiến lược cũ thì rõ ràng là chi phí nó đội lên, mọi thứ nó đội lên. Nên trong đầu tư chứng khoán thực ra nó cũng giống hệt luôn. Nhưng quan trọng là do chúng ta không biết thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cần phải kiếm thêm nước, nhưng khi mà mọi thứ nó rõ ràng ra rồi, ai cũng biết rằng đất bất động sản vừa rồi là mua, cứ mua ở nông thôn là kiếm được lợi nhuận, cứ mua ở quê là kiểu gì giá nó lên gấp đôi, thế là mua xong thì 3 đến 5 năm nữa mà lại đi vay nữa thì cái tiền lãi có khi là không đủ trả. Ý chuyên gia là dạy cách chúng ta phải biết buông bỏ đúng không? Thực tế cũng không phải biết buông bỏ, chúng ta nhìn ra là cái vấn đề bản chất là tư duy đấy ạ. Tất cả vẫn phải nhìn được tư duy, cái bản chất gốc rễ của nó chẳng thế. Thì nếu chúng ta không nhìn về cái gốc rễ đó thì chúng ta thường là cái gì con cá mà đã mất thì bao giờ con cá to mà. Thế người ta cứ nhìn thấy những gì chúng ta mất, người ta không bao giờ nhìn thấy cái vấn đề là nếu chúng ta chỉ cần sai một lần thôi ạ. Chỉ một lần sai thôi là chúng ta gì ạ, lần này đúng ok, lần này sau đúng ok, lần sau đúng, như lần thứ 9 sai là chúng ta cháy tài khoản. Nên chúng ta dù bất cứ cái thị trường nó như nào chúng ta vẫn phải sống. Nên nó mới là một số thì bảo là đầu tư chứng khoán là gì ạ, là canh bạc. Nhưng nếu chúng ta có chiến lược thì không bao giờ canh bạc. Hay là kinh doanh là gì ạ, nó có may mắn, nhưng nếu chúng ta có chiến lược thì không bao giờ may mắn cả, nó vẫn gì ạ, kiểu gì cũng thành công. Nếu cái này không được thì chúng ta chuyển sang cái khác. Cái gốc của chúng ta về tư duy nó phải có. Tại vì nếu không có tư duy thì nếu bây giờ là sử dụng anh Huy bây giờ đang làm gì ạ? Đang làm web. Thế tự nhiên là bây giờ người ta không dùng web nữa. Ở web này mình không dùng nữa, người ta có một cái hệ thống còn xuất sang web. Thế là chúng ta là gì ạ? Ngồi chơi dưới nước. Nhưng nếu chúng ta có chiến lược tư duy thì ấy, không làm web nữa thì làm gì ạ? Làm cái khác. Nên ở đây chúng ta thấy là gọi là tài xoay sở là cái mà để cho chúng ta thành công. Nên một cái gọi là cái từ khóa cũng rất thích, đó là tài xoay sở. Nên những ông nào giỏi thành công thì đều là có một cái tư duy, đó là tài xoay sở. Tài xoay sở nó có một cái tư duy nữa, đó là gì ạ? Một cái vấn đề luôn luôn ít nhất có 2 đến 3 giải pháp trở lên. Tức là một cái vấn đề dù là vấn đề khó nhất đến bao nhiêu cho nữa thì kiểu gì cũng có 2 đến 3 giải pháp để giải quyết, chứ không dưới một giải pháp. Thường là chúng ta nghĩ một cái giải pháp là chúng ta hết. Nên chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có giải pháp, chắc chắn là giải pháp thì kiểu gì cũng tìm ra giải pháp. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng là không có giải pháp thì sẽ không bao giờ tìm ra giải pháp. Nên kiểu gì cũng có giải pháp.
cũng em xin em Thảo xin phép ao trước, chúc anh chị ở lại đàm đạo cà phê và trao đổi nhau được nhiều hơn nha. Em Thảo xin phép ao trước ạ. Em chúc anh chị ngủ ngon ạ. Dạ. Cái bản đồ chiến lược này khi mà được học ở bên, kể cả bên thầy Long dạy thì cũng phần lớn mọi người không hiểu, nó là khó đấy, không phải dễ đâu ạ. Cái bản đồ chiến lược này nó là khó. Khi thầy Long dạy là nhiều người cũng, nhiều anh chị em trong kể cả ý của kem cũng không phải là hiểu hết đó. Nên khi để chúng ta gì ạ, nghe và hiểu được, nó đã là hiểu được 60% nó là tốt lắm rồi. Như chúng ta hiểu được thì chúng ta biết được doanh nghiệp chúng ta nó có vấn đề gì. Chúng ta hiểu được thì chúng ta biết được cái doanh nghiệp chúng ta đầu tư nó có vấn đề gì. Và khi chúng ta có đầu tư biết được vấn đề rồi thì lợi nhuận nó lên từ đâu chúng ta biết được. Lợi nhuận nó tới từ đâu chúng ta biết được thì chúng ta đầu tư. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không biết rằng là tại sao nó lại có lợi nhuận, tại sao nó lại không có lợi nhuận, tại sao cái gì ạ, vốn, tức là cái tại sao nó nợ xấu, là tại sao nó nợ càng nhiều chúng ta lại càng nên đầu tư. Cái doanh nghiệp đó huy động vốn thì nhiều thì các bạn nên đầu tư, nhưng khi mà chúng ta không biết, có kiến thức thì chúng ta thấy ồ doanh nghiệp này tạo dài nợ nhiều quá, thế là sợ không dám đầu tư. Thế thì cùng là cái nợ đấy, nhưng nợ nó đến từ đâu? Nợ nó đến từ trả trước hay là nợ đến từ gì ạ? Đi vay ngân hàng để trả nợ. Thì rõ ràng là thiếu tư duy, thiếu kiến thức nên chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ bị thua. Bởi vì năm 2016 cũng nhớ là cái lúc mà Dung phân tích một cổ phiếu là thế giới di động, thế là cổ phiếu nó quá tuyệt vời. Nhưng nhiều chuyên gia lại bảo là cổ phiếu này nó gì ạ, nó có thể sắp chết bởi vì nó mở mưu quá nhanh. Thế sau khi nó mở quy mô quá nhanh thì mọi người bảo là nó mở ra thì lại toàn mở ở chỗ cái cửa hàng chứ nôi đắc địa. Nhưng khi mà học được chiến lược của gì ạ, KFC, chiến lược của những cái công ty lớn ở Mỹ, đó là gì ạ, nó phải nhân rộng. Khi mà nhân rộng ra thì bản thân là nó là chiến lược nhượng quyền, những nhiệm quyền, mà khi càng mở rộng được thì chắc chắn nó phải có lãi nó mới mở rộng được đấy. Nên chính vì vậy thì nó sẽ là một doanh nghiệp như là thế giới di động, nó bé hơn ngày xưa, FPT nó bé tí so với nó, gần như là nó là chỉ một cái cửa hàng bé tí vậy. Nhưng sau một thời gian bây giờ quy mô của nó lớn hơn cả công ty FPT trước đó, trong đó FPT ngày xưa là công ty cả Việt Nam ai cũng nhìn thấy FPT là nó khủng khiếp. Nhưng bây giờ chúng ta ra thế giới đi sau. Thế giới đi sau và tốc độ tăng trưởng nhiều hơn. Thế nên một cái, nếu chúng ta đầu tư thế giới di động vào cái thời điểm mà bắt đầu nó mới có công ty 100 triệu thì đến bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có bằng nhiều nhiều tỷ rồi. 100 triệu thôi. Thế nên bây giờ chúng ta phải có đến 3 40 tỷ rồi, 50 tỷ rồi. Nhưng vì không nắm được cái chiến lược đó thì chúng ta lại thấy rằng là nó là xấu. Chúng ta không biết rằng là nó là tốt hay xấu. Nên ở đây nhìn về công ty tăng trưởng là chúng ta phải nhìn ở cái tức là chúng ta phải nhìn về tư duy chứ không phải nhìn về cái mà cái đầu bình thường. Alo thầy. Alo. Ok. Cho em hỏi về thiết lưỡng à, quy luật lưỡng nguyên thầy. Lưỡng nguyên. Dạ. Lưỡng nguyên thì nó đơn giản là có trước thì có sau, có đen có trắng, có lên thì có xuống. Không công ty nào có thể phát triển một cách mãi mãi được. Có thể những cái công ty như chúng ta thấy là Amazon, đúng không? À, chúng ta có thể thấy là Yahoo. Chúng ta có thể thấy là một vài các công ty như là trước đây chúng ta có Nokia. Thế thì làm thế nào để có công ty phát triển trường tồn? Thì chỉ có gì ạ? Phải luôn luôn gì ạ? Tạo ra những cái sản phẩm mới, luôn luôn tạo ra những chiến lược mới, luôn luôn tạo tuyển con người mới. Thì trong cái cuốn sách Tốt Vĩ Đại nó cũng giải quyết được một cái phần như vậy. Để phát triển thì nó phải tạo ra những cái gì mới. Tức là nó cũ thì nó đến sớm muộn nó cũng cao trào, nó kết thúc. Nên để nó hết cao trào thì nó phải có cái gì mới. Dạ, Hòa Phát bây giờ nó có cái thép như vậy, nó đến lúc nào đó thì cái quy mô nó cũng chỉ như vậy thôi ạ. Bây giờ người ta kỳ vọng là sang năm là gì ạ, quy mô của nó như thế nào. Bây giờ năm nay nó tăng trưởng giả sử như là bây giờ nó có Dũng không nhớ chính xác con số nó bao nhiêu, giả sử cứ Dũng lấy con số là lợi nhuận nó 10.000 tỷ đi, thì sang năm nếu giỏi lắm được khoảng độ 15.000 tỷ, nhưng sang năm nữa là 20.000 tỷ, sang năm nữa là 30.000 tỷ, như đến một con số nào đó phải dừng. Nếu nó vẫn sử dụng cái doanh nghiệp này, nó vẫn sử dụng cái công nghệ này, nó vẫn sử dụng nhà máy này để, thì chắc chắn nó phải có một cái gì đó nó mới tạo ra. Đơn giản thôi ạ.
nên nó giữ nguyên là nếu chúng ta cứ sử dụng một cái đấy mà chúng ta không thay đổi thì nó kiểu gì nó cũng về cái mò, kiểu gì nó cũng sẽ trở lại suy thoái. Nên Vinamilk chúng ta đầu tư đúng không, khi mà nó có cái mở rộng nó hết rồi, hệ sinh thái nó hết rồi mà nó không có cái gì mới để phát triển thì nó phải đi xuống. Nhà đầu tư thấy nó rẻ mua vào. Thầy cho em hỏi một ví dụ như là ngày xưa cái hàng hoa sen á, thì khi mà nó kết khúc chu kỳ 10 năm á, thì nó mở mở rộng, nó gia vốn nhiều, nó mở rộng hàng tồn kho, thì cho trong chu kỳ suy thoái thì nó bắt đầu nó giá cổ phiếu nó giảm rất là nhiều và nó tạo đáy. Mà khi mà nền kinh tế bắt đầu phục hồi thì do là nó cũng có tính đầu cơ, nó cũng có hàng tồn kho lớn thì nó lại tăng rất là mạnh, nó đi theo chu kỳ lên xuống thì nó có phải lưỡng nguyên này. Thực tế nó cũng không không nhất thiết phải như vậy. Nó giống như là thật sự như là nó phải tồn tại được. Nhưng nhiều công ty nó suy thoái nó xong nó là nó phá sản rồi. Có phải là lúc mà suy thoái có phải thằng nào công ty nào cũng tồn tại đâu không? Chính vì có quá nhiều công ty phá sản nên gì ạ? Cái bài miếng bánh nó gì ạ? Miếng bánh là khi mà suy thoái thì rất nhiều thằng phá sản. Nên miếng bánh thì khách hàng thì nó gì ạ? Nó vẫn không thay đổi nhiều lắm. Nhưng miếng bánh thì nó co lại. Khi miếng bánh nó co lại thì bọn đấy lại hưởng lợi. Nên nó sống được á. Quan trọng nó sống được á. Lúc mà suy thoái đầy thằng chết. Rất nhiều công ty cùng quán chết. À rất nhiều cái lĩnh giả sử như thép thì đầy nhiều. Nhiều công ty bị phá sản. Nhiều công ty bị gì ạ? Bị biến mất trên thị trường. Thế nên rõ ràng miếng bánh chúng ta sẽ dành cho chỉ chủ yếu là những công ty sống sót đúng không ạ? Nên tự nhiên thì hiện tại em thấy có một trường hợp nó giống như hàng hoa sen ngày xưa. Hàng hoa sen ngày xưa thì khi mà nó bắt đầu nó thị trường bắt đầu suy thoái á, thì hàng nó lớn quá khiến cho giá cổ phiếu nó giảm và tạo đáy. Thì hiện tại cái hàng Bình Sơn á, cái tồn kho dầu của nó quá lớn, mà nếu như mà khi mà nền kinh tế phục hồi thì nó có được hưởng lợi không ạ? Hưởng lợi nó phải xem là cái lúc quan trọng là chúng ta phải về góc độ nhất là bây giờ nợ ngân hàng bao nhiêu. Yeah. Khi nợ đến lúc đó ngân hàng nó giống như là cái thời điểm ngân hàng nó nợ đến lúc này nó không lấy rồi, nó không chịu được rồi, tôi thay vì nó thanh lý hết tài sản thì sao? Nhưng đến lúc này đấy là nó thanh lý, kể cả kinh tế nó hồi phục, kể cả doanh nghiệp đấy nó vẫn bán được cái đấy, nhưng lúc đấy nó không chịu ngân hàng cho vay nữa chẳng thế, nó vẫn đến là nó thanh lý. Nên cái đấy nó cũng không thể nói trước được. Chúng ta cũng không thể dựa vào cái đó, điều đó để chúng ta nghĩ doanh nghiệp đó tốt được. Mình có thể quan sát báo cáo tài chính hai quý của nó đúng không ạ? Báo cáo tài chính thì làm đơn giản mà. Yeah. Ngày xưa mình làm cái đấy mình biết. Không thích thì cho năm này sang năm khác. Nói chung có nhiều cái cách. Báo cáo tài chính giả sử bây giờ đang có lợi nhuận thì gì ạ? Giảm bớt cái lợi nhuận đi. Trích một lập lượng lập rất là lớn mà sang năm em cần phải sửa cái máy đó, em phải sửa cái máy kia, em phải nâng cấp cái nọ kia, em cất nó đi. Thì sang năm thì tự nhiên là cổ phiếu thị trường nó xấu, làm ăn thua lỗ. Thế mà năm nay là không phải dùng cái đấy, lại mang cái đấy ra để tạo ra lợi nhuận. Nó lại có nhiều cách lắm. Nên vấn đề ở đây đó là tăng trưởng. Vấn đề ở đây là đó là những cái chiến lược kinh doanh, chứ không phải vấn đề ở đây là các thủ thuật. Tại vì trong đầu tư hay trong kinh doanh ấy, thiếu một số các phẩm chất, đó là một là dạng chính trực là phần quan trọng. Ông lãnh đạo thiếu chính trực chết, ông đầu tư chứng khoán thiếu chính trực chết. Tại vì chính trực là gì, chúng ta cần phải chứng chỉnh, không đo so sánh, không để đo lường được, tại vì chúng ta là người đo lường chính chúng ta chứ, đúng không? Chúng ta là người đo lường chính chúng ta chứ, bây giờ cứ bảo trên trường chúng ta nọ kia, nên đầu tiên chúng ta phải đo lường chính chúng ta. Cái điều thứ hai là gì ạ? Trung thực. Thứ ba là pháp luật, làm sai như pháp luật và xử lý khác là chết luôn. Chúng ta cứ thấy là nhiều lúc là mọi thứ tốt lắm, nhưng khi mà dính đến pháp luật và làm sai pháp luật là chết. Nên chủ doanh nghiệp thôi, mọi thứ ngon lắm nhưng khi mà sai pháp luật xử lý bất cứ lúc nào. Nên cái phần đấy là cái phần đạo đức nữa. Nghe cái đấy nghe vẻ nó chả liên quan gì cả, nhưng thực tế nó lại liên quan rất lớn với doanh nghiệp, liên quan rất nhiều đến công ty. Nên thực ra chúng ta nhìn thấy nhiều công ty nó làm giá, nên nhà đầu tư có thể thấy rằng là
như là TGG đấy, cách làm giá như vậy. Nhiều nhà tư có thể kiếm được lợi nhuận trong một giai đoạn nào đó, nhưng vào giai đoạn sau là chết. Tại vì chúng ta kiếm được lợi nhuận này, lần này chúng thoát, nhưng con người chúng ta vì chúng ta gì ạ? Đã lừa tiềm thức rồi, lần sau chúng ta sẽ mua. Lần sau đúng nữa, lần sau chúng ta sẽ tăng quy mô. Lần sau đúng nữa thì chúng ta bảo bố mẹ, bà con, hàng xóm, tóm lại là tất cả những anh em họ hàng mua. Xong lần sau đúng nữa thì bảo cả làng mua. Xong cả làng mua rồi chết. Nên rõ ràng là gì ạ? Nó vẫn phải có chiến lược để gì ạ? Cái giai đoạn này làm gì, giai đoạn hai kia. Tóm lại là chiến lược, tư duy đúng. Trong chiến lược thì nó có rất nhiều chiến lược rồi, nhưng về cơ bản phải có chiến lược. À, thưa thầy, cho em hỏi thầy giáo một câu ạ. Ok. Em hỏi một chút hơi sâu về phần chứng khoán tí, vì nó cũng không liên quan đến ngày hôm nay nhiều ấy. Em muốn hỏi thầy về, thầy giải thích kỹ cho em về cái chỗ tín hiệu đường dây xe lửa ấy. Em chưa hiểu cái chỗ đây lắm. Ở cái này chắc là tại vì cái chương trình này nó rất là một cái chương trình khác. Bạn có thể xem cái cổ phiếu Kinh Bắc lúc mới chạy á. Tức là cái vùng mà cổ phiếu nó dao động lớn mà nó không tăng, mà khối lượng lớn. Tức là cái lúc đó là dòng tiền của các tổ chức bắt đầu bán ra cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tức là bạn về gọi là tín hiệu, đưa vào cái cuốn sách của William O'Neil, ông có ghi rất rõ, cho ví dụ rất rõ về đường dây xe lửa. Hoặc là cổ phiếu ở Việt Nam, bạn có cổ phiếu Kinh Bắc ở giai đoạn chạy nước rút vừa rồi, rất rõ cái tín hiệu đó. Vâng. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Ok, có lẽ là cũng khuya rồi. Thì Dũng xin chúc tất cả anh chị em ngủ ngon và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, tuần sau làm việc mới, bình an, hạnh phúc. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt và lắng nghe cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Dũng và tất cả các anh chị. Xin chào anh Dũng nhá, chào anh em nhá. Cảm ơn các anh chị khách mời. Chào anh em nhá. Cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa các anh chị khách mời, thì tôi có thêm một ý nữa là hàng tuần thì chủ nhật là chúng tôi sẽ tổ chức những cái talk show như này. Và mỗi một tuần có những cái đề tài, như tuần trước là mời các anh chị bên Tân Hiệp Phát và rất nhiều anh chị nổi tiếng khác thì cũng có thể tham gia. Thì nếu mà các anh chị cũng có thể tham gia cùng với chúng tôi, và đặc biệt là sáng thứ năm thì các anh chị, thầy Dũng là cũng sinh hoạt sáng thứ năm lúc 6:30, thì các anh chị mà muốn gặp thầy Dũng và muốn gặp chúng tôi đến giao lưu cùng với các anh chị chủ doanh nghiệp và trao cho nhau những cuộc kinh doanh tìm hiểu nhau, thì các anh chị có thể 5:30 chúng ta 6:30 chúng ta có thể mở Zoom vào sáng thứ năm các anh chị nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh chị. Chào mọi người nhé. Chúc các anh chị có một buổi tối vui vẻ. Quá anh ạ. Em chào anh Dũng nhá. Chào mọi người ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn thầy Dũng và các bạn nha. Xin chào. Cảm ơn thầy Dũng thật nhiều từ Anh Quốc. Cảm ơn thầy rất nhiều.